Xin mời các đồng chí trong hội trường tầm 17 và các điểm cầu của đứng dậy. Xin <laughs> mời các tổ chức đứng dậy để bước. xin được chào mừng các vị lãnh đạo và cán bộ quản lý của tập đoàn Vingroup đã đến với đại gia đình của Viettel ngày hôm nay ạ. Kính thưa các vị lãnh đạo của hai tập đoàn, thưa toàn thể các quý vị. Trước hết cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự của cuộc giao lưu ngày hôm nay. Về phía tập đoàn Viễn thông Quân đội, xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương. Tổng Giám đốc Tập đoàn. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Cùng với sự có mặt của gần 1.000 cán bộ quản lý là các trưởng ban của Tập đoàn, các Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty, Học viện, viện và các trung tâm chi nhánh trực thuộc tập đoàn tại các quốc gia. Về phía tập đoàn Vingroup, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup. Cùng với các phó chủ tịch của tập đoàn và các cái tổng giám đốc các công ty thành viên và các trưởng ban của tập đoàn Vingroup, đến đây về chúng ta là khoảng 30 người ạ. Kính thưa lãnh đạo của hai tập đoàn, thưa toàn thể quý vị. Trong vòng 5 năm trở lại đây, các thương hiệu với chữ Vin khởi đầu xuất hiện ở khắp các lĩnh vực, từ những trung tâm thương mại Vincom, những khu đô thị cao cấp Vinhomes, khu công viên giải trí khổng lồ Vinpearl, rồi bệnh viện trường học cũng xuất hiện với thương hiệu Vinmec và VinSchool. Không chỉ những công trình lớn, tập đoàn Vingroup cũng ghi dấu ấn của mình ở nhiều lĩnh vực khác như chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart và gần đây nhất là nông sản VinEco có thể nói sự xuất hiện và đổ bộ của VinGroup với người tiêu dùng Việt Nam rất nhanh và ấn tượng với chất lượng sản phẩm của từng nhãn hiệu mang lại. Để làm được điều đó, VinGroup chắc chắn phải có được một bộ máy rất năng động và hiệu quả cao, tất nhiên là không thể thiếu được một người đứng đầu có tầm nhìn dài hạn, có khát vọng và có khả năng quản lý đáng để phục. Tập đoàn VinGroup hiện đã có gần 50.000 người, nhân sự tăng lên gấp 3-4 lần trong vòng 3 năm trở lại đây. Điều đặc biệt ấn tượng là một tổ chức lớn như vậy, đã khẳng định được con đường đi của mình, đã có vị thế vững vàng nhưng lại vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần khởi nghiệp. Đó là điều khiến cho những người Việt Ten cảm thấy có một sự ngưỡng mộ và đồng cảm. Đồng cảm vì Việt Ten cũng đang bước vào một cái giai đoạn mới, giai đoạn tự tái tạo chính mình, tự tìm tòi học hỏi để làm mới bản thân mình trên con đường đi đó. Thật vui mừng vì Việt gặp được một người bạn cùng chung chí hướng, cùng có khát vọng vì dân tộc Việt, cùng có niềm đam mê, luôn khám phá và đổi mới chính mình. À, Kính thưa anh Phạm Nhật Vượng, sau khi thông tin chủ tịch của tập đoàn Vingroup sẽ sang và nói chuyện với cán bộ quản lý của Viettel, thì ban tổ chức đã nhận được khoảng 150 câu hỏi, phần lớn là quan tâm tới cách để tăng cường cái sự gắn kết của nhân viên với tổ chức, giữ gìn niềm tin của khách hàng và môi trường kích thích sự sáng tạo Hy vọng là anh Vượng sẽ hôm nay thì sẽ làm việc rất là năng suất, cũng giống như là cái tinh thần của VinGroup để có thể trả lời được rất là nhiều các cái câu hỏi mà cán bộ quản lý của Viettel rất là quan tâm. Sau đây thì xin trân trọng kính mời à, anh Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn VinGroup cùng anh Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Viettel sẽ cùng lên sân khấu và cùng chia sẻ với cán bộ quản lý của Viettel. Xin trân trọng kính mời hai anh. thưa anh Vượng, thì hôm, nay thì thực ra là thành phần Việt Tên về cán bộ quản lý là khá là rộng đấy, đến cả nước ngoài. Nước ngoài thì nếu mà tính Việt Tên, tính cả văn phòng đại diện thì hiện nay là 12 nước, có 10 nước kinh doanh. Hai nước thì văn phòng làm về nghiên cứu là ở Pháp mới ở Mỹ, thì còn các nước khác thì là kinh doanh. Anh em ở ở các ở nước ngoài thì đến là các tỉnh của nước ngoài từ ngoài tổng giám đốc thì đến các giám đốc của các tỉnh ở Việt Nam thì hôm nay cũng có đầy đủ các cái giám đốc tỉnh tức là từ mức giám đốc tỉnh trở lên tỉnh của Việt Tên thì ông nào to thì doanh thu khoảng năm sáu nghìn tỷ một năm ông nào nhỏ thì chắc cũng khoảng 300 tỷ một năm à, thì có nghĩa là các cán bộ quản lý của Việt Tên là hôm nay là rất là đủ và hôm nay lại gặp được cả các anh các chị và quản lý của bên uh, VinGroup thì cũng rất là rất là vui là được cùng nhau chia sẻ uh, vượng là là rất là hot ở Việt Nam đấy. Uh, nhưng là khi mà nghe tin là 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 VinGroup sang là, là trò chuyện cùng với lại cán bộ quản lý ấy, thì thực ra nó cũng là tương đối là là lạ lạ là một ông thì rất là nhà nước một ông thì rất là tư nhân hai ông này nếu mà xét thì có thể giống như hai cực ấy thế nhưng mà thực sự là trí hướng là có rất nhiều nghĩ trí hướng cùng với nhau và cái cách quản trị cũng rất là nhiều thứ cùng với nhau thế để mà mà cho cái gọi là để cho anh em nóng lên tí xong rồi tự hỏi thì thì chắc là tôi phải đóng vai mc một tí <laughs> trong rất nhiều những cái câu hỏi mà tôi xem qua thì có một câu hỏi tôi cũng rất là, là ngạc nhiên ấy là không hiểu bằng cách gì mà vingroup có thể làm cho một cái người nhân viên của vingroup ở cái mức mà thấp nhất ấy, tức là các cái bác hoặc là các anh, các anh à, gọi là bảo vệ các tòa nhà ấy, mà nở được nụ cười từ sáng đến chiều mà cái nụ cười ấy là tự nhiên ấy, nhưng không phải nụ cười ngượng gạo đâu thế mọi người cứ hỏi mãi là không hiểu là là vingroup là chăm sóc khách hàng rồi đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng mà cách nào mà đạt được cái mức mà tôi nghĩ đây là mức cao nhất ấy, tức là người nhân viên dưới cùng vì thường thường người nhân viên dưới cùng thì lương là thấp nhất và bị nhiều nhiều cái đè nén nhất trong một hệ thống quản lý tất cả các cái hệ thống quản lý thì đều nhằm vào cái ông dưới cùng tất cả các cái rồi là quy định thế rồi các chế tài đều là dành, dành cho xử cái ông đấy chứ có bao giờ dám xử ông vượng đâu thế mà họ happy thì cũng không hiểu là bí quyết gì à, xin uh, cảm ơn anh hùng cảm ơn tất cả các uh, anh các chị việt theo đã dành cho mình group cái cái tình cảm có thể nói là... là rất là nồng ấm trước tiên thì tôi phải xin phép tôi nói rằng là ngày hôm nay tôi sang đây ấy là rất là áp lực <laughs> trước trước một cái tập đoàn kinh tế lớn nhất của Việt Nam như thế này thì, thì sang nói chuyện mà cũng là lần đầu tiên tôi gọi là thò ra khỏi hang cho nên là cũng cũng vô cùng là căng thẳng cũng chả biết là sẽ sẽ nói gì và sẽ bị hỏi gì ví dụ như thế hay là được hỏi gì cho nên là là rất căng thẳng nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng là thứ nhất thì tôi cũng cố gắng quyết tâm sang đây là bởi vì tôi rất là tôn trọng và 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 quý anh hùng nên là tôi nghĩ rằng nếu như mà có làm được cái gì đó để mà uh, hỗ trợ hoặc là giúp thêm cho anh hùng trong cái quá trình uh, lãnh đạo uh, công ty doanh nghiệp thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ cố gắng cái thứ hai nữa thì cũng phải nói rất rõ ràng là viettel là một cái doanh nghiệp uh, lớn nhất của việt nam <laughs> thế thì cũng có nhiều điều mà tôi nghĩ rằng là là nếu như chúng ta cùng nhau uh, chung lưng đấu cật dựa vào để mà chiến đấu thì chúng ta cũng có thể sẽ xây dựng được những cái doanh nghiệp mà nó có cái 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 đẳng cấp quốc tế có cái tầm vóc hẳn hoi để mà 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 nói một cách nôm na đơn giản là để sau này bọn tây nó không thể nhìn chúng ta bằng một nửa con mắt được nó trông mà chúng ta nó cũng phải kinh thì cái đấy là cái mà tôi cũng rất là mong muốn còn cái điểm thứ ba nữa là tôi cũng nghĩ rằng là tôi sang đây thì trao đổi với các anh các chị nghe được cái tâm tư nguyện vọng, nhiều cái ý kiến thậm chí chỉ là câu hỏi thôi thì cũng là những gợi ý rất là tốt. Thì tôi hy vọng là tôi cũng sẽ học hỏi được nhiều. Cho nên là thế trong buổi hôm nay thì sẽ cố gắng hết sức ta sẽ trao đổi với nhau hết sức là thẳng thắn, cởi mở, chân thành. Thế còn nếu có cái gì khiếm khuyết thì cũng mong các vị đại xá. À, thế còn cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi nghĩ là nó một cách nôm na đơn giản thôi ví dụ như thằng Quân mà nó không cười về mình tẩn nó chết thế thì nó phải cười thì có gì đâu anh tiêu chuẩn có rồi tiêu chí có rồi mình đào tạo rồi à, ở viên group thì thì, thì 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 mọi thứ nó rất là mạch lạc anh làm đúng tiêu chuẩn thì ok anh làm sai tiêu chuẩn anh sẽ bị kỷ luật anh làm tốt anh được thưởng à, anh làm không tốt thì không xong Cho nên là cái 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 nguyên lý của chúng tôi nó cực kỳ là đơn giản không phức tạp hóa gì thế đấy Anh cứ thử Không cười xem Chết ngay Thế nên phải cố mà cười, <cười>, <cười> Bởi vì ra cứ quay về Cái bản chất của con người thôi Đúng không ạ Có ai tự giác mà, 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 mà Làm việc đâu Kể cả Ví dụ như tôi Hẳn tôi bảo tôi phải tự giác Làm việc Tôi cũng chả tự giác Chơi thích hơn làm Tội thì tôi phải làm Nhưng nếu có áp lực Có cái yêu cầu Có cái động lực hẳn hoi Thì tôi sẽ cố tôi làm Thì, thì Với các bạn nhân viên Cấp cao cấp thấp Thì cũng thế đấy. Đúng không ạ <laughs> Việt Tên thì, 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 gần đây thì lại hơi đẩy mạnh cái câu chuyện tự giác à, thế cho nên là mọi người cũng rất là, là rất là cũng hơi gọi là thấy có cái khác biệt à, trong cái cách mà Vingroup ấy thì tôi thì anh Vượng anh Vượng nói đúng ấy thực ra thì nếu mà theo bản chất tự nhiên ấy, thì thì mọi người thích chơi là thích là đây đúng đây đúng Đấy. nhưng mà mà để mà làm được một cái một cái quy trình hay một cái quy định mà nó tường minh mà lại hơi chắc là phải tương đối đơn giản nữa là vì cho những cái người lao động ở cái tuyến cuối họ rất là nhiều thì các cái tập đoàn lớn ấy, thì hay mắc cái bệnh và đặc biệt là việt ten tức là các cái quy định rồi quy chế nó nhiều ạ nó nhiều đến cái mức tức là thậm chí là cân phiếu sẽ làm cho mọi người kiểu như là rất là khó phân biệt đâu là chính đâu là phụ thì không hiểu là khi mà VinGroup ấy, mà hình thành ra những cái những cái quy định đấy cho nhân viên nhất là nhân viên ở tuyến cuối ấy, thì có cái cách nào để làm cho họ dễ hiểu đâu có sợ nhiều có bị nhiều quá không và và có phức tạp quá không trong những quy định đấy thực ra cái đó thì nó nhìn thấy ngay cứ thấy cái cơ sở nào bên VinGroup là chia về các PNL rồi mỗi một PNL là một công ty thì chia về các cái bộ phận các khu vực khác nhau thì cứ bộ phận nào mà công việc kém thì chứng tỏ là đấy ít nhất là quy trình kém thế nó có mấy cái, cái 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 cái, nhánh đầu tiên là lãnh đạo kém sau đó là đến nhân viên kém quy trình kém ví dụ như vậy thì mình cứ già ra một hồi là thấy ngay cứ bây giờ thì có một cái rất thuận lợi là là thông tin cực kỳ rộng cực kỳ nhanh ví dụ như là một cái tòa nhà nào đấy một khu đô thị nào đấy mà nhân viên đấy chăm sóc không tốt Khách hàng phải đứng ngay đấy, Ngày xưa ví dụ như Vingroup Phải có một ban thanh tra rất là to Đi thanh tra từ đầu đến chân thường xuyên Nhưng bây giờ thì thậm chí là không cần nữa Vì ngàn mắt ngàn tay rồi Ông nào cứ thử linh tinh một phát là lên mạng ngay Thì chỉ cần có một nhóm Ngồi ta canh trên mạng xem là Thấy ai chửi mình phát biết ngay Còn cách nào mà biết được Facebook anh À. mình vào các cái đó vào facebook lên mạng này kia một lúc là, là ví dụ như bảo tòa này thằng này nó vừa chửi mình nó vừa mắng mình ví dụ thế hoặc nó lầm lì như thế kia thì mình xuống mình điều tra thôi nghiên cứu điều tra ra xong và thấy mình uốn nắn dần dần mình phải chỉ những thấy rõ bởi vì ở đây vingroup hiện nay đang có một cái phong trào là làm sao để mỗi một cán bộ nhân viên là một đại sứ của vingroup tức là anh phải thể hiện mình ở mọi lúc mọi nơi anh không chỉ làm việc cho bản thân anh mà anh đang làm việc cho cả một hệ thống Anh là đại diện cho cả một hệ thống anh là hình ảnh của cái hệ thống thì khi mình truyền cho họ cái tinh thần đó thì họ sẽ phải phải tự biết thôi anh mặc cái đồng phục ví dụ như là bảo vệ của Vingroup chẳng hạn thì anh không được phép lơi lỏng anh phải làm đúng quân phong quân kỷ anh phải phải hành xử theo đúng cái cái, cái tiêu chuẩn mà anh cần phải có và nếu không có thì nét ngay mà nét ngay thì xử ngay và nếu mà tốt thì thưởng ngay ở Vingroup thì mọi cái chuyện là khen thưởng cũng như kỷ luật rất nhanh mồm nói tay làm anh ạ cái này là việt tên phải học đấy tức là tức là nó có một một cái cách rất là rất là tốt thì tôi lại linh đến cái câu chuyện mà hôm mà vào gặp anh bí thư ở đà nẵng là anh xuân anh ấy thế thì khi mà nó bị cái câu chuyện là môi trường ở miền trung thì ở đà nẵng là không nghe dám ăn cá thế thì ông xuân anh à, với lại ông, ông chủ tịch ông thọ sao nhỉ? anh thơ anh thơ anh thơ mới nghĩ ra một cái chuyện tức là chuyện là thành phố là tổ chức cho các cái gọi là đi 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 gọi là đi kiểm tra xem là cái quán cá này là nó có đạt yêu cầu không quán kia tức là các cái chỗ bán cá đấy các cái quán thế sau khi mà mà làm được rồi thì hôm vừa rồi tôi vào thì anh phó chủ tịch thường trực anh bảo thực sự cũng không làm được thứ nhất ý, tức là mình làm được hai thế nhưng mà ở đấy nó là hàng nghìn hàng mấy nghìn cái thứ hai là cũng không đủ đâu người mà làm cả thế thì anh ấy mới hỏi tôi ấy là xem có cách nào để làm không hay là cái chính phủ điện tử các cái gọi là các cái cái, cái cái gọi là thành phố thông minh ấy, ở các nước ấy, thì nó có nói những cái chuyện là thực phẩm sạch thì người ta làm thế nào thì cũng nó thật với vượng là tình cờ lúc là trước khi mình vào mình họp về thành phố thông minh và hôm anh nhân vào anh bảo việt Tên vào vì đang làm thành phố thông minh mà thì mới trên, trên máy bay thì mình mới đọc thì trong đó nó nói một cái ý rất hay là gì là người dân là tốt nhất mà bây giờ dưới dưới cái công cụ smartphone dưới cái công cụ mà kiểu như Facebook thì người dân là tốt nhất chỉ cần người dân là người ta kiểm soát thì chắc chắn là ổn và khi nào mà nó tung lên thế giả sử ông không có người đọc thì ông dùng máy ông đọc ông phát hiện ra có vấn đề thì là ông xuống thực ra cái câu chuyện này Việt Ten rất lên học Việt Ten hiện nay thì vẫn dùng các cái hệ thống thanh tra nội bộ kiểm soát nội bộ rồi quy trình quy chế rất là nhiều thứ nhưng thực ra là để tự anh em mình là là gọi là đưa thông tin về nhau thì cách đến là cách cách là cách tốt nhất mà sau khi mà mình đưa ra cái đấy thì thì hiện nay thì thành phố đà nẵng cũng đang định làm cái việt theo hướng đấy tức là tạo ra một cái một cái vì cái người dân là người ta cũng rất là tinh và người ta nhận dạng ra cái chuyện là thực phẩm sạch hay không sạch vấn đề kia facebook một cái chẳng hạn lên thì, thì đúng là cái, cái, cái cộng đồng mạng đấy thì hiện nay ở trong nội bộ vingroup là có một cái hệ thống đấy à? có có cái gọi là cái gì đấy ngôi nhà vingroup không tức là tức là nhưng mà cái nội bộ này ấy là câu chuyện của nội bộ thế còn cái kia là ví dụ như là Royal City thì nó có cái cộng đồng Royal City thế là của cư dân họ lập ra chẳng hạn thì mình chỉ cần tham gia vào đấy thôi à, là, 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 là. dân họ sẽ phản ánh à, ngay trăm tay này. nghìn mắt mà có 50 thằng làm nhưng mà có 100 thằng à 500 thằng nhìn được <laughs> chạy đâu cho thoát <laughs> tức là từng cái cái khu một thì là có một cái cái community cộng đồng đấy, trong họ sẽ có ý kiến và mình bôi nó nhiều lắm anh. Trên ví dụ còn web trẻ thơ của mấy bà uh, trăm trẻ con ví dụ như vậy, rồi à... rất là ép, auto tiếc gì đấy. Thế là mình cứ xem những cái đấy và từ đấy là mình phát hiện vấn đề. Vâng, Ban truyền thông, ừ. ban truyền thông của Vingroup là có có một cái tổ chuyên đi xem tất cả các vấn đề ở trên mạng xã hội. Chỗ nào ai khen mình thì ok. Quan điểm của chúng tôi là khen để thằng bên còn cái ai mà chê ai chửi phát là quan tâm ngay thì hiện nay là bên, bên cứu ngay bên vượng là đang làm đọc bằng mắt hay là đọc bằng máy đọc bằng bằng gì em <laughs> bằng mắt bằng mắt thì hiện nay là việt Tên có một có việt một công cụ rất là hay là việt Tên đọc bằng máy được thí hiệu hiện nay là là vừa rồi là cũng cũng hỗ trợ cho bên 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 chính quyền ấy tức là nó, việt Nam đã phát hiện ra phát triển ra một cái công cụ là tự động đọc các cái thông tin ở trên mạng mạng bây giờ nó hàng mấy trăm triệu trang web xem họ nói về chính quyền nói về đất nước họ phân làm hai loại xong từ khi mình phát hiện ra rồi thì mình mới chui vào thì nếu mà Vingroup group anh bỏ ít tiền mua nhỉ quá hay <laughs> hôm nay là 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 là, là, là còn hưng mua đi ở đây không nhỉ hưng <laughs> ở đây không nhỉ ở chỗ không gian mạng ai đi à đây đấy ông, ông 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 này là viết ra cái đấy cái này là cái công cụ rất là hay mà hiện nay ở ở Việt Nam là người đầu tiên đấy thì thì nếu dụ chẳng hạn như nếu bây giờ đang ít thì mình đọc bằng mắt được thế nhưng nếu như mình đọc bằng máy thì nó lôi ra những cái đấy theo mà nó lại thông minh ở chỗ này em muốn theo hướng nào thì nó sẽ lôi thông tin theo hướng đấy sau đấy em vào chỉ xem những cái đấy thôi thì cái gì mà nó phù hợp thì thì mình sử dụng thì có thể là sau này là bên Viettel sẽ hỗ trợ có cái công thế là cụ thế là xem em tiếp thị được một khách hàng đầu tiên rồi đấy <laughs> qua hay rồi. À. Anh thủ tí anh thủ Việt Ten này đang đói kém. <laughs> Ở đây mọi người thì thì có hỏi một cái câu liên quan đến chuyện là vì theo cái triết học phương Đông ấy, thì là thịnh thì suy. Thế thì mọi người mới hỏi là không hiểu là Vingroup là có cố tình gọi là kìm hãm cái sự thịnh không? Để để nó không suy ấy. hay là cứ cho nó suy rồi lại thịnh tiếp hay là kìm hãm cái sự thịnh để nó không suy? thực ra thì cái cái thịnh hay là suy là nó do cái tư duy của mình ấy và mình thì không không nên kìm hãm cái thịnh mà mình nên nên xác định cái tư duy ở đấy chưa phải là thịnh thì lúc đấy nó 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 sẽ không thể suy được ví dụ ta cứ đi đến đỉnh núi thì ta nghĩ rằng là ta lên đỉnh rồi và sau này không có không có cái gì đấy nữa nhưng ta nhìn là trước mặt ta lại còn một cái đỉnh cao hơn tự ta dần dần ta phải xác định cho mình cái đó là một cái thứ hai nữa là là cái cái quan trọng là ngăn không cho những người xung quanh mình hoặc là kể cả bản thân mình không nghĩ đấy là 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 cực thịnh rồi anh chỉ nghĩ nó vừa phải thôi mà thực tế là như thế ví dụ như Group là một công ty hôm mà rồi vốn hóa là đâu đấy khoảng độ bốn năm tỷ đô thì chúng ta thử nhìn xem nếu mà trên thế giới thì công ty chúng ta là công ty tí hon đúng không quá nhỏ để mà có thể coi rằng là mình đã đã cực thịnh hoặc mình đã rất là tốt hoặc mình đã phát triển đến một cái ngưỡng nào đấy rồi, mình đang quá quá nhỏ. Thậm chí là nếu như bây giờ chủ tịch VinGroup có ra ngoài mà ngồi, thực ra là từ hồi vào tôi được vào trong cái danh sách của phố thì các cái vị kia thường xuyên là mời. Có những cái câu lạc bộ này kia ông Bill Gates mời mấy cái ông mua cái gì đó, phê là các bối cứ mời sang thì mình cái đầu tiên là mình không đi. Vì lý do đầu tiên là vì mình không biết tiếng Anh đi sang mà lại cái dắt phiên dịch đi theo thì nó cũng kỳ nhưng mà cái thứ, cái, lý do thứ hai lớn hơn rất nhiều ấy là mình quá nhỏ so với họ chưa có gì để nói cả chưa có gì để mà 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 đáng tự hào cả chưa có gì để khoe khoang cả tức là về bản chất VinGroup chưa phải là thịnh hoặc là rất to VinGroup còn đang rất nhỏ những cái mà VinGroup làm được ấy, nó chỉ là những cái bước đầu tiên này cực kỳ là là, là là sơ khai sơ khởi ví dụ nói là Vinpearl Vinpearl là một cái chuỗi khách sạn nếu bây giờ với 5.000 phòng thì thì có thể nói là cái chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam nhưng nếu mà so với cả Sheraton, Accor rồi thì là, là vân vân chẳng hạn thì thì quá là nhỏ xíu và chúng ta hoạt động trên một cái địa bàn thì có gì đâu mà nói đúng không ạ thế là trong quan điểm của bản thân tôi hoặc là quan điểm của rất nhiều cán bộ lãnh đạo của Vingroup thì tôi cho rằng là chúng tôi chưa phải là đến cái thời kỳ thịnh nhưng trước thì phải kìm hãm cả, bây giờ còn phải lùa nhau đi chạy tiếp chính vì vậy mới đổi cái slogan trước đây slogan của VinGroup là nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển thì bây giờ slogan của VinGroup là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp như thế để mọi người cùng nhau ta giữ lấy cái ngọn lửa đấy, giữ lấy cái ý chí đấy, giữ lấy cái tác phong làm việc đấy, cái tinh thần làm việc đấy chứ không phải là OK bây giờ các vị cũng có nhà có xe có đủ hết mọi thứ rồi phải đi ăn chơi một năm phải đi chơi vài tháng mỗi một ngày chỉ làm việc 7 8 tiếng không thì sợ nó, nó ốm nó yếu nó nhanh già nhanh chết vân vân. Đúng không Thế thì cái quan trọng ở đây là mình mình phải giữ, mình phải nhìn thấy rõ là là thực sự là mình còn nhỏ. Thực sự còn quá nhiều việc phải làm. Thế còn đến lúc nào mà nếu chẳng may, hay nói là nếu may ra không phải chẳng may, nếu mà may ra mà ví dụ như Vingroup cũng có trăm tỷ chẳng hạn, từ đây cũng sẽ cố gắng nghĩ ra cái gì đấy để kìm hãm cái sự thịnh. Ở chăm tỷ thì bắt đầu tức là, tức là khi nào trăm tỷ thì tính nhỉ? À? Nhưng cái đấy cũng là hay đấy, tức là Ten thì cũng cũng có những cái câu chuyện tương tự như thế. Thực ra thì thì khi mình đến một cái mức nhất định thì mình lại mình lại đặt cho mình một cái mục tiêu khác hay là mình lại so sánh với một cái chỗ khác thì mình lại thấy bé tí. Ở Việt Nam thì đang là số 1, nhưng mà ngó sang ASEAN đã thấy mình không phải số 1 rồi, ngó sang thế giới nữa thì mình tận đâu đâu ấy. Thì thì đúng là là là, là nên 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 thay đổi cái cái cái, cái, gọi, cái góc nhìn đi. Có một cái câu hỏi mà mọi người cũng rất là băn khoăn nên tức là Việt Vingroup thì rất là nhanh, Việt Ten thì cũng rất là nhanh. Thế ông Việt Ten nhanh ấy, thì 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 thực sự mà nói là rất khó giữ được cái câu chuyện ấy, tức là chất lượng tốt. Và thực sự là là cũng có nhiều chỗ bắt đầu thể hiện ra là nhanh nhưng mà lại chất lượng không tốt. Thế thì Vingroup thì cái cách của Vingroup như thế nào để mà mình nhanh mà mình vẫn giữ được cái chất lượng tốt ấy? Thực ra thì cái cái nhanh với cả chất lượng ấy, thì nếu mà nói đúng ra thì về cơ bản là nó không liên quan đến nhau Hay nói khác là ví dụ như là Vingroup bây giờ đang gọi là làm rất nhanh Xây dựng rất nhanh chẳng hạn Thì quan điểm của tôi là chưa nhanh Các vị có biết là năm 1931 Tại Mỹ người ta đã xây cái tòa nhà 101 tầng chỉ trong có 450 mấy ngày 1931 tức là cách đây gần trăm năm Hơn 100 tầng mà xây có như vậy là có hơn năm thời đó công nghệ như thế người ta xây được như vậy còn chúng ta bây giờ ví dụ Vingroup đang xây cái tòa 81 tầng thì đâu đấy cũng phải mất hơn 2 năm thì như vậy về cơ bản không phải là nhanh đấy. thế rồi thì là tôi cũng đã chứng minh cho cho nội bộ của của Vingroup cái câu chuyện nhanh và chất lượng ví dụ như là cách đây hơn một năm chúng tôi xây ở trong 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 Nha Trang trên đảo một cái khách sạn như vậy là 500 phòng cộng với biệt thự vào tính ra là 950 phòng xây trên một cái nền là uh, nửa đất nửa biển tức là chúng tôi phải phá đá nổ mìn để lấn biển tạo mặt bằng để làm cái khách sạn đó thì tổng thời gian xây dựng là 7 tháng nhà 11 tầng với gần 1.000 khách sạn và năm sao vào khai trương và đến đến lúc mà khai trương ấy thì 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 ấy, rất nhiều lãnh đạo của Vingroup vào rồi và thấy rằng là không kêu được về chất lượng. Trong khi đó có những cái khách sạn nó chỉ có 500 phòng thôi mà phải xây 18 tháng, 25 tháng, ví dụ như vậy. mà chất lượng nó vẫn kém. Thì từ đó tôi chứng minh rằng là không phải là chất lượng và tốc độ. Tất nhiên nếu mà nói đến cái ngưỡng nào đấy thì có thể nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng vấn đề cơ bản không phải là là nó quá liên quan đến nhau. Nói không liên quan thì không đúng, nó không quá liên quan đến nhau. Mà vấn đề là tổ chức như thế nào, kiểm soát như thế nào. Giải quyết những cái nút thắt của nó, những cái, 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 cái vướng mắc của nó. Để làm sao mà nó chạy được. Đấy, ví dụ những cái, cái, cái tòa nhà mà xây mười mấy, hai mươi mấy tháng đấy chẳng hạn. Là do ví dụ tôi đặt cho tiến độ là 18 tháng, thì độ hai tháng đầu các vị rất thông thả. Lâu lâu mới lượn lờ làm tí. Thế xong rồi đến tháng cuối cùng thì đạp nhau mà chạy. Đấy. Đấy cùng với cái lúc mà động thổ cái khách sạn đó 7 tháng đó thì cũng động thổ một khách sạn khác cũng trên đảo Hòn Tre Và cái kia thì khai trương như vậy ngày mùng 1 tháng 5 Năm 10, 10 trước tức là 10, 15 Thế còn á, cái cái sau này này Thì kết thúc xây dựng vào 30 tháng 6 Năm vừa xong Tức là mới được hơn tháng Kết thúc xây dựng hẳn đấy Lúc nào đuổi được công nhân ra khỏi Khỏi gọi là khách sạn đấy thì cái sau này á cái lỗi lầm lỗi sai sót hỏng hóc của nó còn nhiều gấp vạn lần cái kia vấn đề là một bên nó được kiểm soát chặt còn bên là gần như giao khoán cho một một nhóm Đấy thì theo, theo quan điểm của tôi cái gốc nó không phải là nhanh hay không nhanh mà gốc là tổ chức kiểm soát nó như thế nào Cái, cái cái này là, là anh em hỏi nhưng mà về về cái, về cá nhân tôi là cũng cũng có một cái gọi là cái mâu thuẫn ở cái chỗ này thực ra thì thì Viettel thì tự tuyên truyền mình ấy là phát triển nhanh và thậm chí còn lúc mà, mà bốc quá thì bảo là một trong những cái công ty viễn thông nhanh nhất thế giới thế nên sau khi mà tuyên truyền như thế rồi thì nó nảy ra một cái câu chuyện thường là bảo là do mình phát triển nhanh quá nóng quá cho nên bây giờ nó bắt đầu sinh ra vấn đề nhưng mà tôi thì tôi cũng nghĩ như anh Vượng ấy, Tức là mình thì so với một cái công ty cũng ra đời cùng với mình Tức là ông Huawei Thì ông ra đời cũng cỡ khoảng năm 98, 99 gì đấy Mà bây giờ thì ông ấy là cỡ khoảng 65 tỷ đô rồi Mà mình thì vẫn loay hoay ở đâu đấy 11, 12 đấy, Cho nên thực ra bảo nhanh không thì không nhanh đúng đấy Nhiều khi là anh em mình cứ hay có một cái logic tự nhiên Là nhanh thì nó không thể tốt được nhưng mà nhưng mà như anh Vượng hôm nay nói thì nó lại hoàn toàn không phải như thế Mà thậm chí là nó ít liên quan đến nhau. Ông nam hiện nay thì cũng hay mang cái lý do nhanh ra để để mà giải thích cho những cái gọi là cái kém cỏi của mình hay là cái cái kém chất lượng của mình. À, có lẽ anh Hùng mà gọi là hâm thị hội trường thế là đủ rồi đúng không? Thế nên bây giờ là đề nghị là mọi người trong hội trường và các đầu cầu mà hỏi trực tiếp anh Vượng, kể cả những cái câu hỏi mà mọi người đã đã có gửi ở đây rồi hỏi lại cho nó interactive hơn tức là nó trực tiếp hơn ở trong hội trường mình trước nào. à, đẹp mà mày đẹp à, em chào anh Vượng ạ em thưa Kính thưa anh Hùng à, thì em hiện nay đang phụ trách công tác đào tạo của cái thì khi mà được tin là anh Vượng sang đây thì bọn em rất là hào hức vì em đã được biết trước rằng là công tác đào tạo được anh Vượng rất là quan tâm Thế nhưng mà em có một cái băn khoăn là anh Vượng đặt tên cái bộ phận mà phụ trách đào tạo là chương trình đào tạo ạ. Thì em à, chương trình học tập ạ. Thì em không biết thì đấy là công tác đào tạo được coi như là một dự án thì hết cái cái giai đoạn đấy thì mình thôi hay là công tác đào tạo thì anh coi như thế nào ở trong cái tập đoàn Vingroup ạ? Dạ, em cảm ơn à, Cảm ơn. Đào tạo ấy, thì từ xưa Vingroup rất coi trọng. Và đến nay ấy, thì là chúng tôi đang mới thôi, Mới được có mấy tháng ấy, thì là xây dựng cái chương trình gọi là VinGroup học tập tức là biến toàn bộ cái tập đoàn VinGroup thành một tập đoàn học tập tập đoàn học tập nghĩa là tất cả các PNL trong đó phải là PNL học tập tất cả các nhân viên từng con người một phải là con người học tập nghĩa là học mọi lúc mọi nơi ở mọi người Đấy. cho nên là cái, cái, cái phần đào tạo về học tập ấy, nó trở thành gần như là là quốc sách là cái 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 đòi hỏi đầu tiên thậm chí là đi kèm với nó ấy, là chúng tôi ra một loạt cái chính sách ví dụ như là pnl nào mà không đạt cái chỉ tiêu về học tập cắt toàn bộ phúc lợi ông không có đi nghỉ biển không không có gì hết đấy. cứ theo hợp đồng bởi phúc lợi của vingroup là là bổ sung ngoài các cái gì đã quy định trong cái cái hợp đồng lao động đấy. thế thì ok ông không học cũng được nhưng nếu như ông không học không đảm bảo chỉ tiêu, không đảm bảo kết quả, có nghĩa là ông không đủ giờ học, học không đỗ, ví dụ như vậy. Thì, thì ông cứ theo cái, cái 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 tiêu chuẩn chung mà mà sống. Còn nếu ông muốn có được một cái nó tốt hơn thì thì ông phải chịu học. Bởi vì chúng tôi coi rằng là nếu một nhân viên, một cán bộ đi, kể cả lãnh đạo mà chịu khó học tập, đương nhiên là kiến thức nó là tốt hơn, trình độ chuyên môn nó tốt hơn thì đương nhiên công việc nó tốt hơn. Mà công việc tốt hơn ấy thì thì đại ngộ đương nhiên nó phải tốt hơn còn nếu như không học chắc chắn là kém cái đấy không có gì phải bàn cãi cả thì đây nó không chỉ là một cái chương trình đâu sau khi nó trở thành chương trình nó trở thành cái, như kiểu là cái thói quen nó trở thành cái văn hóa nó ngấm vào máu của từng người vingroup rồi thì lúc đấy cái công việc này nó sẽ được chuyển về cho từng công ty từng pnl là các vị tự xử còn hiện nay ấy, ví dụ tôi đang là trực tiếp chỉ đạo cái chương trình vingroup học tập đó hàng tuần tôi đều phải phải gọi là là có những cái cái buổi training cho cho cán bộ lãnh đạo ở đâu đó cũng khoảng độ 1.000 người qua các cầu rồi trực tiếp ở cái 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 cái, 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 cái hội trường từ các cán bộ lãnh đạo gọi là chủ lực của tập đoàn thì đều được coi như là đều phải không biết là ai đấy thì được còn ai đấy là phải đều phải đi học và các cán bộ lãnh đạo thì một năm cũng giống như thế phải đào tạo cấp dưới 52 giờ tức mỗi tuần bỏ ra một giờ Cấp, cấp dưới ở đây là cấp cấp nào này cấp trực tiếp của Vingroup hay là cấp dưới nữa hay là cấp cuối cùng có cái quy hoạch cụ thể anh ạ và ví dụ như là cán bộ chủ lực tập đoàn thì chia ra chủ tịch thì đào tạo đấy khoảng một ngàn người đó phó chủ tịch thì đào tạo đâu đấy khoảng một trăm người trong cái phạm vi mình quản lý ví dụ như vậy nó thành một cái lớp tức là khi mà đào tạo thì chúng tôi chia thành hai hai cái nhóm một là cán bộ đào tạo tự đào tạo tức là mình đào tạo nội bộ hai là thuê bên ngoài vào đào tạo thì nó có những cái, cái, cái chỉ tiêu rất là một nhân viên một năm đâu đó phải đào tạo khoảng hơn 100 trăm giờ Đấy, và nếu không đủ cái chỉ tiêu đầu tiên là về giờ, và chỉ tiêu thứ hai là là thi đỗ chẳng hạn như vậy thì 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 nhân viên đó có thể không được lên lương Đấy, công ty đó nếu nhiều người không đạt chỉ tiêu thì thì cắt phúc lợi cắt phúc lợi bổ sung phúc lợi cơ bản thì vẫn có cái này là Việt Tên cũng cũng lên học anh Vượng ấy, thì có một cái một cái giai đoạn ấy, thì thì Việt Tên cũng hơi 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 đẩy mạnh cái câu chuyện tự học thực sự mà nói là cái học phải thành một cái một cái quy định ví dụ chẳng hạn như là là ông tổng giám đốc thì phải dạy bao nhiêu tiết thế rồi ông phó tổng giám đốc bao nhiêu ông giám đốc công ty bao nhiêu có lẽ là cái này là cái rất rất là đáng học cái học thứ hai nữa ấy, tức là ông Việt Tên là cũng hay mắc cái bệnh tức là chế tài không làm thì phạt nhưng mà cái cách của người group rất hay tức là không làm thì tôi cắt thưởng mà cắt thưởng là cắt thưởng tăng thêm thôi tức là như là một sự khuyến khích thôi thì cái cách đấy hay hơn rất nhiều là các cái cơ chế cứng hôm nay ở đây có 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 anh anh thanh đào tạo không nhỉ đào tạo là ai đi nhỉ à, tôi quên mất tổ chức nhân lực chứ anh em. à, à có anh thì thì mấy cái ý đấy anh nghĩ là rất rất là hay mình cũng rất là lên 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 học đấy. cái quy định cứng hóa cái chuyện tự giám đốc tỉnh là phải dạy nhân viên một năm bao nhiêu tiết đấy, đấy cái thứ hai nữa là nếu mà không đạt được cái, những cái mục tiêu thì dùng các cái các cái chính sách gọi là mình gọi là gì đấy khuyến khích nhiều hơn hơn là là những cái cơ chế cứng à, các bạn khác nào ở các đầu cầu nãy nhé trong hội trường thế nào trong hội trường trước các đầu cầu nóng lên sau. À, em thì thấy các cụ nói là một nghề cho chín thì còn hơn chín nghề nhưng mà anh làm nghề nào cũng chín cả thì có cái cách gì mà để có thể là mình làm các cái lĩnh vực em thấy là nó hoàn toàn khác nhau mà anh lại vẫn có sự thành công và làm thế nào để anh có thể là là tự tin để mình đi sang các cái lĩnh vực khác à, so với lại lĩnh vực mình đã từng làm như vậy. ạ À, cảm ơn em bảo tự tin thì cũng chả tự tin lắm đâu <laughs> khi mình bước sang các cái lĩnh vực khác ấy thì chỉ có liều thôi chứ bây giờ có một ăn một tịt thì làm sao tự tin được thế nhưng mà khi mình làm ấy thì mình phải có cái đam mê trước tiên là mình phải rất đam mê thứ hai nữa là phải rất nỗ lực rất cố gắng và rất nghiêm túc với cái công việc đó mày mò học hỏi rồi xem thiên hạ làm như nào ờ, tính toán cân đối rồi cũng phải lăn lộn lăn xả thôi rồi thì hô hào anh em mỗi người một chân một tay vào vingroup được cái là các cán bộ lãnh đạo đa phần là những cán bộ cực kỳ đa nhiệm ví dụ như đây có chị hải đang là phó chủ tịch phụ trách quản trị rủi ro đến lúc mà vingroup mở ra vinmart cái thì chúng tôi thuê một đàn tây cũng xài sang luôn tổng giám đốc vùng của metro quản lý mấy nước ấy, về làm tổng giám đốc của vinmart thuê thuế một đàn xịn toàn nói chung là lương toàn 5 700 ngàn một năm. Mức lương kinh khủng luôn. Về làm thử 6 tháng thấy không ăn thua. Mà đám tây này chỉ đáng thịt thôi chứ không thể dùng được. Thì bộ một phát là từ quản trị rủi ro chị Hải nhảy sang làm tổng giám đốc của Vinmart. Chưa hề kinh doanh ngày nào. Chưa buôn bán gì ngoài buôn bán giấy tờ. Thế nhưng đương nhiên là cả hệ thống phải súm vào, phải hỗ trợ. Được rồi cũng phải bàn nhau để xem là mày mò làm kiểu gì học lại làm lại hết mà đến bây giờ sau khoảng độ năm sáu tháng thì rõ ràng là cái cái chất lượng cái kỷ cương rồi cái cái kết quả của Vinmart nó khác hẳn khác hẳn so với cái thời bọn tôi đã làm Mà từng bước mình ổn định được ví dụ như bây giờ bắt đầu đã câu like được cái, cái hệ thống ERP của của Vinmart và đến hết tháng 7 này là xong còn từ trước này là mò thậm chí là chả biết cái gì ở trong kho như nào khi chúng tôi mua cái hệ thống Ocean Mart thì cái phần mềm của nó nó rất là, là linh tinh đấy, dùng dynamic rồi thì kết nối vào nó quá tải luôn mà mình phát triển ra đấy cũng nhanh đến lúc mua thêm ông Vinatech Mart chẳng hạn thì ông đấy còn không có gì luôn phần mềm là chạy bằng cơm đấy, thế còn sang ông Maximax thì nói chung là nó dùng cái gì dùng dùng cái gì Popro Pro tức là chương trình mà hồi 20 năm trước, cái 30 năm trước gì đấy nó đang rất là 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 là, hot, rất là thịnh hành. Đấy, thế thì rõ ràng là bắt buộc là người phải làm lại toàn bộ cái mới đấy. Và đấy cũng sau uh, như vậy là 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 năm sáu tháng thì đó triển khai thì đến bây giờ đã trong tháng 7 này là tất cả các mát sẽ sẽ hoàn thành ERP đấy. Thế bây giờ nhìn vào đã thấy thinh thích rồi. Ngày nào bán được tốt, ngày nào bán uh, kém cái thứ này kia các loại chỉ tiêu chỉ số là nó nét rồi. Với những cái 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 đã làm được rồi. Đấy, thì tóm lại là là chỉ có thể thành công được khi mình thực sự mình đam mê mình cố gắng mình nỗ lực chứ còn chả có gì là chắc ăn hết đấy. Cảm ơn. Có vẻ này như như là là thành công gì này đến từ cái câu chuyện là bởi vì mình không biết gì. À, vì ten hiện nay thì nó cũng có một cái một cái xu thế là bây giờ mình đang khó khăn thì mình mời tây. Thực ra thì cũng đã mời rồi cũng lại đang hy vọng rất nhiều vào các ông tây đến là ông sẽ giúp mình trở thành một công ty nhất thế giới anh Vượng lại đưa ra một câu chuyện hơi ngược lại nhá. Là ông Tây nhất thế giới vào thì thì, 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 thì tiêu mà đống tiền của ông Vượng, xong ông Vượng cử một cái người không biết gì sang lại thành công. Thì có thể anh Vượng chia sẻ thêm về cái, cái đây đây nó là một cái câu chuyện tức tất cả mọi người anh em mình đều nghĩ là Tây nó giỏi đưa nó về đây thì nó sẽ giúp mình thành công thành nhất thế giới lại cái thế. À, và và cũng có xu thế là là, là là dùng nhiều. Thế nhưng mà mà đây một mà lại giao cho một người gần như là chưa kinh doanh bao giờ mà nhảy ra mà lại thành công thì không hiểu là nó có mâu thuẫn gì không? ở đây về bản chất đấy thì mình phải phân tích ra là Tây nó hơn mình cái gì và mình hơn Tây cái gì thì Tây rõ ràng là nếu như mà vào một hệ thống chuẩn chỉnh hết rồi được set up một cách bài bản có nhân viên giỏi được đào tạo kỹ lưỡng có quy trình quy chuẩn thì Tây sẽ thành công thành công ở mức độ trung bình tức là không có đột phá đấy, bởi vì bản thân họ không có thói quen làm việc sáng tạo lại rất là quan liêu và thụ động. nên là mỗi một cái việc có thể nhỏ nhỏ thì 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 nó sẽ làm rất lâu. Còn ngược lại, người Việt mình ấy thì có thể không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó nhưng mình lại rất ham học hỏi, rất là uh, sáng tạo, rất là quyết liệt, rất lăn xả. Mình có thể giải quyết được vấn đề. Có thể ở đâu đấy nó còn có những cái nó nó chưa hoàn chỉnh chưa được tốt lắm. Thì mình ok sai thì sửa ăn đòn thì 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 mình sẽ khôn lớn ra thôi, cái đấy là là là, là 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 chuyện đương nhiên. Thế còn nếu chúng ta dùng Tây bản thân chúng tôi ví dụ như là đến bây giờ xác định rõ là Tây chỉ là cán bộ gọi là thứ cấp, thậm chí đến cái hệ thống cuối cùng mà trước đây tôi hy vọng là Tây có thể làm tốt được cái là hệ thống khách sạn, thì đến bây giờ mình cũng có thể nói rằng là đặt xuống hàng thứ cấp. Vinpearl chẳng hạn bây đang có vấn đề cực kỳ lớn là cái cái lượng khách bị đông đột biến trước đây ấy, ví dụ như năm tháng đầu năm thì công ty nó khoảng độ 40 mọi người cứ thong thả từ 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 suốt ngày chỉ lo push sale đến lúc thằng sale nó thành công tức là cải tổ lại hệ thống sale quải tổ lại nguyên tắc sale thì nó thành công thành công một phát thì bây giờ ấy, trong vòng suốt khoảng độ từ đầu tháng 6 đến giờ đâu đấy khoảng trên 90 có những ngày đỉnh điểm như hạ long thì hạ toàn trăm phần thế thì các bác đây chết hết bọn đấy cứng đơ luôn chả biết xoay sở kiểu gì mà cái tệ nó cũng chả thèm báo cáo cho mình bắt đầu nó lại thằng tổng quản lý gm báo cáo lên thằng ceo ceo còn ngồi coi như là ất ơ chán 10 ngày sau nó trả báo cho mình Thế kết cục là ví dụ như khách hàng à, đi vào đến vinpearl 3 tiếng sau hành lý chưa vào nơi gọi xe ở khách sạn ở biệt thự đi để xuống nhà hàng ăn Sự đi ăn về rồi xe vẫn chưa đến nơi không gọi lâu quá không được đi bộ đấy. ví dụ như thế thì trong khi đó đến lúc mà chúng tôi phải biết thông tin nhảy vào thì trong vòng khoảng một tuần thôi mình về cơ bản mình chấn chỉnh những cái đó mình xoay sở được hết ví dụ như là thiếu uh, bel beo để mang vác hành lý gọi luôn đội cây xanh vào về đi Đấy. thiếu tàu thiếu xe bác ghi bác kiếc cái thứ này kia lấy luôn mấy câu grow đào tạo vì xe điện nó chỉ đào tạo 10 phút là lái được xe thì vứt đầy đấy nhưng không có lái xe nó không xoay được lúc sau lái mầm chạy mầm chả vấn đề gì cả tức là mình xoay sở xong ấy, thì trong vòng khoảng độ một tuần đến 10 ngày thôi thì trước đây mỗi một ngày khoảng độ ba chục cái complaint kêu gào thảm thiết luôn là tôi không được ăn tôi không có hành lý tôi không hề kia trừ bới tận dầm trời luôn thì đến như tuần trước đấy tôi mới cho tổng kết lại bởi vì xong đấy lập tức tôi lấy cái 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 cái, cái hòm thư kêu gào khách hàng về tôi quản Nên không phải tôi mà văn phòng tôi quản và tất cả những cái gì khen cho mới đi cái gì chơi đây Đấy, thì trước đây ấy, như vậy là là lại mỗi ngày khoảng ba chục cái như thế thì đến tuần vừa rồi ấy, mỗi ngày trung bình khoảng chục cái trong đấy khoảng độ 8 đến 9 cái là khen còn một cái cho đến góp ý hoặc là, là là chê nhưng mà mình vẫn đang bị một cái vấn đề cực lớn là là nó nó tăng đột biến và cái, cái 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 lượng người ví dụ như là mùa đông thì bình quân ở một cái biệt thự nó khoảng độ 6,5 cho đến 7 người Thì bây giờ vào mùa hè đây á, nó khoảng 13 người Tức là không những rằng là Sinh nó đã tăng Tức là số phòng nó đã tăng lên một cách khủng khiếp Lượng người cũng khủng khiếp luôn Trước đây mình toàn dùng cái xe ghi 6 chỗ mình chở khách Bây giờ phải dùng cái cái xe tram là cái cũng là xe điện thôi Nhưng phải chở 20 chỗ Chạy chạy tét vơ luôn mở toang các loại đường ra để cho đi thì đấy nó chỉ là, là, là tạm thời thế nhưng mà về lâu dài thì mình bắt đầu lập tức chấn chỉnh lại ghi rõ trong hợp đồng các bác tiêu chuẩn phòng ví dụ như là biệt thự hai phòng ngủ chỉ có 6 người thôi ba phòng ngủ chỉ có 8 người thôi và bốn phòng ngủ thì mới được 10 người ví dụ như thế tức là mình bắt đầu từ cái khâu đó đồng thời ấy, hiểu rõ là thôi chơi mấy bác Việt Nam này các bác sẽ không quan tâm đến chuẩn quốc tế thế tức là bây giờ ta phải xây lại cái chuẩn nó không phải là 6 phòng 6 người một phòng nữa ta phải xây lại cái chuẩn 10 người một phòng tức là lập tức ta phải xây bổ sung ngay các cái hạ tầng vào thì đợi qua mùa cao điểm phát lập tức là chúng tôi phải đập phải xây thêm ví dụ như vậy thì tất cả những cái đó chỉ có người việt mình mới làm được tất cả đội tây không thể xoay sở được thậm chí không thể phản ứng được và mình thấy lạ là 10 ngày liền bao nhiêu người kêu không ai kêu mình mình tiếng nào chúng nó vẫn đang ngủ đứng nghĩ à, và đợi chúng mày nghĩ xong mà tao chết lâu rồi thế thì lập tức là, 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 là nếu không cẩn thận là mình mất thương hiệu nên bọn đấy không giao trọng trách được Cái này là có thể là nó sẽ làm cho anh anh Nam ấy là tự tin hơn đấy anh Nam hiện nay là phụ trách tại tổng giám đốc công ty đầu tư quốc tế hiện nay thì hoạt động ở 10 nước để cạnh tranh toàn với những ông khủng thôi tức là những tên tuổi hàng đầu ấy. Và, và, thực sự mà nói là anh em thì cũng rất là sợ vì nghĩ là Tây thì 100 năm rồi mấy trăm năm rồi có nghề rồi rất là pro, à, thế và mình thì không nghề nghiệp gì, mình thì lại không chuyên nghiệp lắm. Nhưng mà mà câu chuyện anh Vượng kể là rất hay đấy, để mình thấy rằng là Tây thì cũng có cái giỏi của họ, thế nhưng cũng có cái kém của họ, và mình thì cũng có cái cái mạnh của mình để mà mình mình cạnh tranh được mà thực sự về ten mà cạnh tranh được ở một số nước thì cơ bản cũng là do cái cái gọi là cái sự linh hoạt của người Việt Nam thôi và do cái cách cũng thì cũng không bài bản nữa, của người Việt Nam ứng biến với các tình huống. Thế chứ cũng không phải lúc nào là là ông tây cũng 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 nhất và có một cái việc nữa là anh trung cứ nói mãi mà hôm nay tôi nghĩ là có lẽ là phải quyết định sớm ấy anh trung ngày xưa là rất có ý định là đưa cái cái chỗ trung tâm xong khách hàng trực thuộc tập đoàn để nghe được cái cơ cơm thế nhưng hiện nay thì là ông việt dũng là cương quyết không Đấy. ông việt dũng là một cái công ty mà, mà gọi là kinh doanh dịch vụ viễn thông trong nước ông ấy có 53 triệu khách hàng thì ông ấy có cái trung tâm cho xe hàng của ông ấy mỗi lần mình đưa ông lên là ông không chịu hôm nay mình mới hiểu tại sao không chịu vì ông sợ là mình nhìn thấy người ta kêu chửi ông nhiều quá Đó, nên cho nên là thôi bây giờ hội ngày mai là quyết thôi anh Trung ạ à. nhưng mà, à, không Xong <laughs> <laughs> đấy anh Vượng anh làm rất đơn giản thế thôi đấy bây giờ Facebook có nhé cái thứ hai là các hòm thư nhá là ông tổng giám đốc hay là văn phòng của ông trực tiếp quản thì ra hết ngày mà không không giấu diếm được cái gì nữa cả không giấu được dân đấy, tôi phải nói, nói, rất là cảm ơn anh Vượng ấy là là bao nhiêu năm trong nghề tức là 16 năm làm viễn thông bây giờ mới học được cái bài học vỡ lòng tức là phải đưa cái customer lên trực thuộc mình <laughs> tức là các cái các cái các cái complaint của khách hàng ấy cái okay, nó cũng rất quan trọng ngoài cái câu chuyện là người ta uh, góp ý thôi cái khen thì bao giờ thế chuyển cho đội ở dưới các cái chỗ làm trực tiếp cho người ta phấn khởi thế nhưng mà những góp ý đấy nó sẽ chỉ cho mình thấy được cái vấn đề là mình yếu kém như thế nào những cái lỗ hổng về quản lý cũng như sản phẩm của mình như thế nào để mình hoàn thiện cái cái, cái sản phẩm của mình nói thôi chứ ví dụ những cái chê cái chửi những cái góp ý của khách hàng ví dụ như là Vinhome chẳng hạn bây giờ mọi người rất là khen bởi vì là là chúng tôi đã được chửi quá nhiều nhìn những cái đấy chúng tôi nhìn là ok có những cái nó nó, nó 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 phi lý thì mình phải đến mình giải thích cho họ mình phải đấu tranh với họ cái này của anh không đúng thế nhưng mà có những cái con lý thì mình phải phải bổ sung ngay mình nhặt ngay vào và như vậy cái sản phẩm của mình ấy càng ngày nó càng tốt tức mình phải chấp nhận đối thoại mình chấp nhận học hỏi cái đó và đấy chính là những cái như kiểu góc độ nào đấy như kiểu là người thầy của mình thị trường mà thị trường mới quyết định tôi xây cái nhà không phải cho tôi tôi xây nhà tôi thích màu xanh màu đỏ thì kệ nhưng tôi xây nhà cho khách hàng thì họ thích cái gì tôi phải xây cái đó thì tôi có làm sản phẩm cho tôi đâu thế thì cho nên là càng có nhiều cái kênh để mình nhận được cái đó thì càng tốt và lúc nào không ai gọi là là, là, là chê chửi nữa thì mỗi mình phải tìm cách mình tự chê chửi mình thôi cái em cái cái này là đúng là là Việt Tên là cũng cũng chậm nhiều chậm nhiều thì hôm nay anh Vượng nói ý rất hay tức là khách hàng thực ra cũng giống như ngoài cái chuyện là mình họ phản nàn thì nên là coi họ như người thầy đúng thực ra thì thì nhiều lúc mà Việt mấy năm nay Việt Tên cũng khó khăn ấy. Thì, thì, những cái lúc khó khăn này là lúc tốt nhất là nghe một khách hàng ấy. cái thì, thì có xu thế nó suốt ngày đóng cửa xong rồi bắt đầu kiểu như brainstorming ấy đóng cửa, brainstorming, <laughs> kinh, nghĩa là nghe đi hỏi một khách hàng thì bố đóng cửa, bố brainstorming, Đấy, để, để. Peru nào, hình như là nước ngoài một chút nhỉ? Peru hôm nay có ai không? À, bên mỹ thì à, là bây giờ, này, này, giờ không, đúng không? Không, không mời đây Có có, đây có Tanzania đúng không? Dạ vâng ạ. Châu Phi thì có. T Tanzania hả? có đặt câu hỏi gì không, cho anh vượng? ưu tiên gọi là xa xôi vùng xa xôi trước Vâng Báo cáo đồng chí tổng đốc Nguyễn Mạnh Hùng à, Xin chào anh Vượng Thì Báo cáo anh, các anh thì ở cầu Tân Tân Đa thì có tham gia các cán bộ quản lý của công ty ở trên Headquarter và 24 chi nhánh thì báo cáo anh thì, à, thì em xin có một câu hỏi em là đại phóng đốc kinh doanh kinh doanh của công ty và cáo anh thì uh, uh, ngày xưa thì em có có biết thương hiệu uh, uh, Vingroup uh, rất là nổi tiếng của của Việt Nam thì cái đầu tiên đấy mà khi uh, Vingroup tham gia thị trường bất động sản thì em nhìn thấy cái cái tòa nhà Vingroup ở chỗ joy City rất là, rất là nổi tiếng thì em muốn là, là hỏi một câu hỏi là cái cái cảm nhận đầu tiên ấy, để mà chiến thắng ấy khi anh tham gia thị trường của của Vingroup là cái gì? Là cái yếu tố để tin tưởng là mình sẽ chiến thắng. vì cái thời điểm đấy có các anh là thời điểm đấy thì ở Việt Nam ấy thì thị trường bất động sản đang nóng băng nhưng mà Vingroup thì xây một cái 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 City rất là to. Và thực sự là đấy em bọn em cũng rất là ngưỡng mộ. Thì cái cái yếu tố gì để để anh Vượng có thể là quyết định làm một cái việc trong thời điểm thị trường bất động sản ở Việt Nam đóng băng như thế? Em muốn hỏi một câu hỏi như thế. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn em. Thực ra thì cũng giống như lúc nãy tôi có chia sẻ mình cũng không thể nói rằng là, là 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 chắc ăn được. Mà trước tiên là mình nhìn một cách tổng thể vào thị trường. Thị trường nó có thể lên có thể xuống. Nhưng mà nhà ở thì kiểu gì đời này có người khác người ta cũng vẫn phải ở. Và mình cân với cả cái nguồn lực của mình để mình có thể xoay sở được kể cả trong phương án là nếu như không bán được cái căn hộ đó thì mình cũng chưa chết. Thì ok chưa chết là một trong tương lai có thể bán được là hai và cũng thích làm đẹp là ba thì mình quyết định mình làm thôi chứ còn nếu như bảo là đợi chắc ăn rằng là lúc đấy xây lên sẽ bán hết được 100%, thì không chắc như vậy đã ổn với cả cái Hay em còn cái ý gì khác tức là nhiều khi ấy là là mình đi làm ừ, ăn là... ấy, mà nhất là kinh doanh ấy, đúng là, là cũng không chắc thắng được 100% trăm phần trăm đâu mình có những lúc thì mình cũng phân tích nhưng có những lúc thì mình cảm nhận có những lúc thì mình phải tích risk Đây, thế nhưng mà thường thường ở đâu đấy thì nó vẫn phải vài có một vài cái cái tính toán tương đối là rất là rất là basic ấy, như anh Vượng nói à, chứ nó cũng không quá phức tạp theo như là hiện nay một dự án thí dụ như một dự án như của Royal City mà để một ông Tây ông làm thì tôi nghĩ là nó không dưới một nghìn trang nếu mà để ông Tây mà bố ngồi bố viết dự án ấy, chắc nghìn trang nhỉ mà ai đọc đọc những cái hiểu gì mình đọc đấy, chẳng hiểu gì à. cái đấy cũng là một cái sự khác biệt giữa một cái thế giới cái thế giới mà mà gọi là pro hóa tức là ôi dồi, nó làm gì thì kinh hoàng luôn nhưng mà đọc thế chẳng thấy gì trong đấy cả à. thì ý muốn nói là là nhiều khi là mình chỉ nhìn vào những cái rất là cơ sở của nó thôi à. cộng thêm những cái khác nữa thực ra những cái phân tích đấy nó cũng chỉ mang cái tính tương đối thôi bởi ừ, vì nó phụ thuộc toàn bộ vào cái câu chuyện là Cái dữ liệu đầu vào mình cho cái gì Cái dự án nó thành hay bại là do cái dữ liệu đầu vào Ví dụ mình đặt là cái giá bán là 10 triệu Thì mình bảo nó không thành công Nhưng mình bảo nó là bán 20 triệu thì mình thấy nó quá lãi Nhưng mà ai dám chắc được là chúng ta sẽ bán được 10 hay là 20 Cái thị trường nó quyết định vào từng thời điểm cơ mà Thế thì cái ông mà nếu mà làm theo kiểu đờ tính toán như thế Thì ông cứ đặt lung tung Thực tế ngày xưa Vingroup có một cái ban gọi là ban đầu tư rất mạnh có một chị là phó chủ tịch phụ trách nhưng mà sau khi tính cho tôi khoảng ba bốn dự án thì tôi bảo thôi cho hết xỏ rác thôi bởi vì những dự án mình bỏ ra bao nhiêu tiền để mua thì kết luận là không được à, thế còn những dự án vùng sâu vùng xa ví dụ mà đến bây giờ chúng tôi vẫn có một cái dự án ở làng vân của đà nẵng hàng nghìn hectare ở đấy 5 năm năm rồi mình vẫn chưa đủ can đảm để làm thế mà đề xuất là phải làm ngay bởi vì chỉ là đấy đặt dữ liệu và bán giá được khoảng độ 15 20 triệu gì đấy xong nhân lên thấy lãi cả mấy chục nghìn tỷ thấy sướng quá làm nhưng mà tôi bảo bán cho hổ hay sao mà các vị định bán cả mấy chục nghìn cái biệt thự ở gì đấy bán cho ai ok tôi giả sử cái giá đấy là mình bình nó khảo sát xung quanh thấy người ta bán nhưng mà đấy là người ta bán căn hai căn chúng ta có phải đến chục nghìn căn đấy các vị định cứ thế cầm nhân lên trong khi đó những dự án như kiểu là ở trung tâm sài gòn hay hà nội thì tính là đều vứt hết mà thôi tôi bỏ cả có cái bỏ cả trăm triệu hơn trăm triệu mua các vị bỏ vứt nghĩa là sao? Về chọn là thôi tôi tôi vứt các vị cho nhanh và kết quả sau này tôi thấy là mình cũng tương đối đúng không phải không phải là các chuyên gia đúng cảm ơn Haloten nhé thì ừ. có lẽ là để anh Vượng nhìn thấy một cái nước nó hình như hôm nay là, là Timolol có ở đây không nhỉ à thế à thì chắc là Vượng nghe một cái nước nhỏ tí đi Tức là Đông Timor, Đông Timor đâu. Em... Đấy, là. À... chắc là anh Vượng cũng hơi ngạc nhiên là tại sao mỗi một nước chẳng thấy Việt Ten đâu, có mỗi ông thì Haloten, ông thì Telemo, hiện nay là trường phái mà thương hiệu của Việt Ten nên là khi đi ra nước ngoài thì mỗi một nước là một thương hiệu riêng, tạo ra một cái thương hiệu của chính đất nước họ, mình cũng không quá gọi là mang nước mẹ đi thì nhiều. À... À... Telemo hỏi anh Vượng gì nào? thưa anh vợ thì trước khi mà em được biết rằng trước khi anh anh về nước kinh doanh ấy mà anh thành công ở trong nước thì anh đã thành công ở ngoài rồi thì ở đặc biệt là ở, ở nga và ukraine thì khi anh ở ở nga ukraine thì em nghĩ rằng cộng đồng người việt rất là đông thì khi bọn em đi ra nước ngoài thì bọn em gặp một cái vướng mắt là cái, cái kết nối của người việt ở nước ngoài là hơi khó khăn thậm chí rằng là có những lúc là con con lẫn nhau nữa thì anh có cái kinh nghiệm gì chia sẻ để mà cái cộng đồng người Việt có thể giúp đỡ lẫn nhau khi ở nước ngoài không? Xin hết. Vâng, cảm ơn em. Cái thực tế là VinGroup ngày nay thì trước đây một số năm là tức nô cơm ở Ukraine thì chúng tôi cũng có một cái kinh nghiệm cũng một cái vai trò rất lớn trong cái câu chuyện là là, là kết nối cộng đồng ở đó mình cũng đã tham gia vào lập cái cái hội đầu tiên là là hội cái gì đấy uh, hữu nghị Việt Nam, Ukraine hội hữu nghị thương mại đại ý cái gì đấy tên rất là phức tạp hoành tráng Sau đó thì mình lại sát nhập vào cái hội đồng hương và 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 chúng tôi coi như là tài trợ toàn phần cho hoạt động của họ. Khi mình làm ấy không phải vì cái cái lợi ích của mình, mình có đủ điều kiện rồi, mình chỉ là cái nhà tài trợ như kiểu mạnh thường quân thôi. Thế và mình định hướng cho họ, mình giúp đỡ cho họ bằng cái uy tín của mình tại cái địa phương đó thì mình đã 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 kết nối được cái cộng đồng đó cộng đồng đó sau này phải năm bảy nghìn người và có thể hồi đấy theo như đánh giá các vị sứ quán ấy thì là cái cộng đồng Việt Nam tốt nhất thế giới thậm chí hoạt động với nhau nó có cả hương ước có những cái tổ chức đoàn thể rất là mạnh mẽ chặt chẽ bởi vì đoàn thể đấy hoạt động nó có lương nó khác chỗ khác là hội thì toàn không lương còn đây là mình tài trợ toàn bộ chi phí đấy cho nó rồi nó có cái cơ sở hạ tầng mình xây cho họ những cái cái này cái kia rồi còn điểm rất quan trọng là nó có cái uy tín với cả cộng đồng uh, người sở tại địa phương Đấy. Thế thì cái, cái kinh nghiệm rất đơn giản thôi Nếu như mình mà thực sự là có tâm, thực sự là mong muốn giúp đỡ cái, 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 cái đồng hương của mình ấy, ở nơi xa quê ấy. Ví dụ Việt Theo bây giờ, nếu cộng đồng ở, ở Đông Timor mà có chẳng hạn Thì anh Hùng chỉ cần cho họ một ít kinh phí, giao cho chi nhánh, các anh cố gắng là, 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 là giúp đỡ họ Thì lập tức là họ sẽ quy tụ về Họ cũng cần một chỗ dựa trước tiên là tinh thần người theo về quá lớn cũng giống như là Technocom ngày xưa ở ukraine là cái ở khắc cốp là cái doanh nghiệp lớn nhất của khắc cốp tư nhân đấy. thế thì họ có cái chỗ dựa về tinh thần thứ hai là chỗ dựa vật chất không cần nhiều đâu mỗi năm anh cho họ dăm ừ, chục nghìn trăm nghìn gì đấy là họ, họ, có lễ có tết rồi có kinh phí cho cái một cái nhóm nó hoạt động thôi thì 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 mình sẽ kết nối được ngay ngày xưa chúng tôi coi đó là cái cái trách nhiệm của mình vì thực sự bây giờ như các anh đi, các anh nhìn thấy ngày nay ấy, người Việt đã là quá hoành tráng so với người Việt ngày xưa, nhất ở Liên Xô nghèo đói khủng khiếp, bệ rạc khủng khiếp, Đấy, họ không có cái gì cả, cái hàng ngày một cái tải quần bò, áo gió vác vai xong rồi đứng đầu đường xó chợ buôn bán thôi. Đấy. cái đoạn đầu tiên ấy, khi mà mà mà, mà trước khi thành lập hội ạ, tức là là là, là, là thì Tức Nô có một giai đoạn là cũng tổ chức một cái trung tâm thương mại kiểu như đôm năm ở Moscow. Đấy, sau đấy mấy năm thì tôi bán lại cho anh anh làm, nên biết làm á. Thì mình bỏ cái đấy lúc mình bắt đầu làm mì là mình quay về mình mình làm cái bên đó. Thế sau lúc sau ấy thì tất cả những cái cái cái, cái cư dân của cái cái, cái cái khu mà mà chúng tôi tổ chức ra ấy thì bị như kiểu là hội đồng hương của khắc cốp cũ lúc đấy ấy, họ tẩy chay. Ra chợ là không có chỗ bán. Thế thì họ lại kêu khóc bảo cho bên các anh giúp cho một cái để chúng tôi có chỗ làm ăn ngoài chợ chứ không thì bây giờ không có cửa thế tôi lại ok đi ra xin miếng đất ở ngay trước cửa cái chợ đây để mình làm cái chợ đấy. đầu tiên là chỉ để cho khoảng độ 100 cái, cái dân của mình thôi nhưng sau một hồi thì mình đẩy cái chợ lên thành lớn nhất của Ukraine luôn tiện tay làm rồi làm luôn phát trong vòng khoảng 2 năm ấy thì nó trở thành cái chợ lớn nhất của Ukraine không phải là lớn nhất cho người Việt ấy, lớn nhất cho cả người địa phương luôn ấy thì cái, 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 doanh số khủng khiếp lúc tôi bán lại cái chợ tôi còn được mấy triệu tôi bán cho anh vĩ vip bây giờ này mới cả anh lê viết lam đó. thì là tôi còn thu được mấy triệu thì mình tạo ra cả một cái cộng đồng như vậy thì khi đã xong rồi mình lấy cái tiền đó mình nói tôi hỗ trợ cho các ông bây giờ kể các ông đồng hương đó, các ông đừng có chảnh chọe nhau làm gì phức tạp các ông nếu xác định rõ đây các ông nếu vì lợi ích thì các ông ra chợ không làm còn nếu như vì là 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 là, là, là vì cộng đồng ấy vì bà con ấy thì các ông hãy làm từ thiện đi sau đó mình đoàn kết được tất cả các đội ấy lại dưới một ngọn cờ, mình hỗ trợ cho hoạt động, thì tôi cho rằng là cái cái trách nhiệm của mình ấy với cái, cái, cái bà con xa xứ là, là 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 bản thân mình là cái cái người đó, ngày xưa bọn tôi là như thế, mình học xong mình ở lại thì mình cũng cầu bơ cầu bất giống họ thôi, nếu mình có cái điều kiện để mình thành công hơn thì sau đấy mình phải quay ra mình hỗ trợ giúp đỡ họ thôi, không biết ở Đông Timor thì 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 cái người Việt đấy có uh, khá giả tí nào? của anh người Việt bên này nó không nhiều nhưng mà à, chỉ chủ yếu là buôn bán nhỏ thôi thì bọn em thì lắm thì cũng rất là mong muốn điều đấy thì bọn em nó thường thường là tổ chức cả cái buổi ví dụ như tết tiết cả mọi thứ thì mời cả cái cộng đồng lại nhưng để mà làm một quy mô mà quy mô để nó đoàn kết thật sự thì nó chưa chưa được thì bọn em rất hy vọng hy vọng là sẽ làm một cái một, một, một cái, đầu mối mà sẽ tất cả các cái người Việt ở cả cái thị trường thể giúp đỡ lẫn nhau đó chị Đấy, thì anh chia sẻ có thể là một trong những kinh nghiệm mà bọn em có thể học hỏi thế nhưng mà cũng được như anh thì là tốt quá <laughs> kinh phí cái này là vấn đề cơ bản anh hùng thôi kinh phí thôi không như cái cái ý anh vượng nói là đúng đấy tức là mình mình đứng ra mình làm hạt nhân kinh phí thì lo được ví dụ như mình nói bây giờ đông nhất là cộng đồng người việt nam ở campuchia thì ông Việt Ten ở bên đấy một năm ấy thì gần 300 triệu đô doanh thu đô la thì mình bỏ ra vài trăm nghìn thì chẳng là cái gì cả mà vài trăm nghìn thì là thì là ổn rồi cái chỗ này chỗ chỗ nhương campuchia ấy, thì đúng là mình cũng chưa làm những cái việc này đâu ở những cái chỗ có người việt nhất là lào campuchia campuchia là đông thì nên coi là mình đứng ra mình đóng cái vai hạt nhân mình thì là kinh doanh lớn này và loại doanh nghiệp lớn nhất ở đấy này mình lại có cơ sở và kinh doanh thế rồi hạ tầng đến tận thôn xóm này Bây giờ mình cũng có thương hiệu này nên đứng ra mà 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 anh anh nam nhé thì chỉ đạo các cái nước ấy, là mình đứng ra mình mình gọi, gọi là, lo cái việc đấy thế là cũng chi cho nó tất nhiên nó là kinh phí đấy thực ra nó cũng là nó liên quan đến cái chuyện là tiền cái đấy thì mình làm được và nên nên đứng ra mình hạt nhân chứ đúng là thực ra ngay cả người việt mình campuchia thì nhiều nhiều nơi cũng vất vả lắm ở bên campuchia bên campuchia là có bao nhiêu người việt nam nhỉ nhương nhỉ Báo cáo anh khoảng 500 ạ, à? 500 nghìn ạ. Thế thì, thì bây giờ mà, mà, mà Việt Nam nhà mình đứng ra làm hạt nhân để mà tổ chức mà gọi là liên kết những cái người lại cùng với sứ quán thì chắc là làm được cái này đúng không? Vâng, làm được anh ạ. Em có hỏi gì anh Vượng không? À, vâng. nãy giờ, giờ nghe anh Vượng chia sẻ thì Thứ nhất là cảm ơn anh Vượng về cái câu nói ấy, tức là không, không sợ Tây. Thì à, ở bên này ấy, thì à, Việt theo uh, Campuchia ấy, nó cũng đánh nhau với một cái đối thủ của uh, Smart. Có câu nghĩa Tây là ông Thomas thì nhiều khi à nghĩ Tây mà lại gốc Đức nữa đào tạo bài bản lắm lúc rồi à nghĩ cũng hơi tròn tròn. Thế nhưng mà qua anh Vượng chia sẻ thì thôi từ nay đi cũng tự tin hơn. Uh, và cũng uh, Thứ hai là cũng có báo cáo anh Vượng là bên này thì đất nước Campuchia cũng đang phát triển rất nhanh, biển cũng rất đẹp, đường xá cũng đang đầu tư tốt. Thì cũng hỏi anh Vượng là anh có ý định đầu tư ở bên này không? Xin câu hỏi thế thôi ạ. À, cảm ơn lời mời gọi xúc tiến đầu tư của anh. Mọi <laughs> tôi đã <đang> nghiên cứu. <laughs> Thực ra ấy, tôi xin chia sẻ thêm một tí về cái kinh nghiệm gọi là, là đánh Tây tại cái thị trường Ukraine chúng tôi cạnh tranh với cả Nestle cạnh tranh với cả Maggi Kno là những cái hãng thực phẩm hàng đầu thế giới nhưng mà mình ở cho đến khi mình quyết định đi khỏi đó thì nó không làm gì được mình tức là thị phần của mình là vào tầm miến liền là khoảng trên 90 phần bột canh là khoảng quanh quanh 80 với cái tổng doanh số hồi đó là khoảng độ 150 triệu đô Thế trong khi đó riêng thằng Nestle mỗi một năm năm đỉnh điểm nó chi ra 34 triệu đô để quảng cáo. Nhưng nó không hầu như không chiếm được thị phần của mình. Đấy. Mình thậm chí đến đoạn sau mà nó 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 nó, nó ép các cái thằng tức là không phải ép mà là mồi chài các cái thằng điểm bán hàng của mình mà, 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 họ chi 34 triệu một năm để quảng cáo thì bên anh vượng chi bao nhiêu? Khoảng độ 2 triệu. 2 triệu đấy là cũng xài sang lắm rồi chứ còn về nguyên tắc Vingroup là không chi tiền quảng cáo. Và 2 triệu đấy Hồi đấy chủ yếu là Ví dụ như là uh, Mua uh, Về nước Nhập cái áo Áo lông uh, Lông 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 Ngỗng lông liếc gì đấy Tức là uh, Sang để phát cho cái đội bán hàng ngoài chợ Bên đấy chúng tôi có 50.000 điểm bán hàng Thì đa phần là ngoài chợ Tức là cái người Ukraine Họ bán ở tất cả các cái chợ Mỗi một chợ nó có một cái Cái, 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 cái kiosk nhỏ nhỏ Cái lều nhỏ nhỏ bán hàng Phát cho mỗi người một cái Áo lông đứng cho ấm Ví dụ như thế thế thôi chứ còn nhưng mà quy định rõ luôn ông nào mà bán hàng của mấy cái thằng tây kia là cấm luôn không cho bán hàng của Mivina đâm nó nói kiểu gì thì kiểu cái lượng mà đào ngũ sang bên kia ít lắm nên mình hầu như 7 năm liền mình giữ thị phần không bị giảm hầu như không giảm tây làm các kiểu không làm gì của mình vì nó cứ ra chiêu gì mình cũng phải ngồi mình nghĩ ra cái chiêu ngược lại mình chơi nó là, là như kiểu từng từng bước một rằng co đấy chứ không phải đơn giản nhưng mà đấy chấp tất cả lũ đấy hơn cả mình 7 năm nó chả làm gì được mình và năm nào nó cũng ra nó tung cái chiêu là là nó mua được mình rồi thằng Nestle năm nào cũng tuyên bố là mua được uh, MiVina rồi ừ. thì có thể anh Vượng nói thêm là vì hiện nay thì Viettel cũng gặp cái câu chuyện phải cạnh tranh với các cái đối các cái đối đối thủ ấy. thì tức là tức là họ họ làm một cách thì 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 anh Vượng làm một cách hay là làm cũng cái cách thí dụ như chẳng hạn như là những cái người đứng đấy bán thì họ có cái, cái, cái kênh kênh đấy không? Cái này là người dân địa phương mà anh. Mình đến họ mời giống như bây giờ các cái cái quầy tạp hóa của như, mình Như đấy là cái 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 kênh như như thế là do bên Vingroup nghĩ ra trước cái ông tây đấy. Gì? Vâng. À, mình đi. Còn ông tây thì ông bán kiểu gì cái hồi đấy? Hồi đầu thì nó bán siêu thị. Và nó bán siêu thị. thì Nói là... chung hồi đấy bọn ví dụ như là Maji nó gì đấy là nó học mình hết. Nó thấy đầu tiên bán siêu thị thấy không ăn thua Mình bán đâu nó bán đấy Đầu tiên nó làm những cái viên vuông vuông đấy, cubic bích Nó thấy mình bán cái gói bột canh Khoảng độ trăm gram Thì nó cũng làm cái gói y chang như vậy Thậm chí là mình làm màu Màu của mình các kiểu như nào Sau đó nó làm cái màu cũng giống như thế Tức là nó theo rất sát mình luôn thì, thì, thì nếu nó theo rất sát mình như thế thì mình, thì mình ứng biến như thế nào lại nghĩ ra cách mới à hay là gọi là thiên thiên biến uh, thiên biến vạn hóa nó có cái gì đấy mình lại phải ngồi mình nghĩ cái mưu để mình vặt nó, à, nó hôm nay nó vặt được mình miếng mai mình vặt nó miếng, cứ thế thôi không thể khác được cái đấy là là cuộc chiến cái này là là chỗ mà mà nhương nhá mà không những nhương ở Campuchia mà các nước khác là phải phải rất là học anh vượng này. tức là thực ra cuộc sống nó nó ứng biến từng ngày nên cho nên là khi mà họ thì thì thay đổi mình cũng lại phải có chiêu để vặt lại họ với mình thì thì hiện nay nhiều nước này cũng đang chậm các cái chiêu Vì tên này gần đây là hơi chậm trong các cái chiêu mà nếu mà cứ tình hình chậm này nó khó cạnh tranh phết đấy việt hôm nay có đem nhà việt đầu tư nước ngoài đang hay đi rồi à kia thì, thì, đấy mình thì đang có một cái lời mời đầu tư vào vào ukraine về viễn thông mà nếu mà mà vào 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 ukraine thì phải bỏ ra ít nhất là khoảng 1 tỷ đô với gọi là ít nhất đấy thì, thì em có muốn hỏi gì về thị trường U không? Là vì anh Vượng thì là rất là cũng lâu bỏ tức là cũng về lâu rồi nhưng mà chắc là sẽ rất là hiểu anh uh, thực ra em có hai câu hỏi cho anh câu hỏi thứ nhất là định nói về cái chuyện là vin thì rất là lớn và em thấy là làm rất là chuyên chuyên nghiệp và đẹp các thứ ấy. nhưng mà không hiểu là các anh có một cái chiến lược giống Viettel là đầu tư ra nước ngoài không đấy thì em nghĩ là như các anh thì các anh đủ tầm để đầu tư ra nước ngoài vì các anh làm rất đẹp với em đi em thấy là các cái sản phẩm của các anh không khác như gì đấy thế thì có cái chiến lược đầu tư ra nước ngoài các anh là các anh có không đấy là câu hỏi đấy um, thực ra lúc anh nhương cũng đã, đã đã hỏi anh rồi nhưng câu hỏi gián tiếp nó chỉ một phần của campuchia thôi nhưng em hỏi câu hỏi này nói chung là chiến lược chung cái câu hỏi thứ hai là như anh hùng tổng giám đốc có nói ấy, là à, bọn em đang cũng đang cân nhắc cái cơ hội để vào ukraine để làm viễn thông Đấy thì có những cái, cái thị trường ukraine thì, thì anh là người chắc anh là người hiểu rất là rõ vì anh ở đấy anh cũng là thành công và xây dựng sự nghiệp của anh đấy em mà có thời gian em sang đấy À, đợt ở cũng có khoảng à, vài tuần. À những người Ukraine mà em nói chuyện ấy họ đều biết đến anh, họ nhắc đến anh vượng, rồi nhắc đến cái, cái cái cơ sở sản xuất mì của anh và anh một cái một cái hiện tượng đó là người dân mi người dân của của, của 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 Ukraine người địa phương cái local ấy là họ họ biết rõ lắm đấy họ cũng bảo, họ cũng rất là 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 tôn trọng cái sự thành công của anh ở đấy. Thế thì um, tuy nhiên thì Ukraine gần đây ấy nó có những cái biến động về mặt xã hội, về mặt chính trị, về mặt kinh tế đấy thì thì bọn em cũng đang có những cái cân nhắc và những cái lo lắng thì theo như kinh nghiệm của anh là một người đã từng làm ăn và trưởng thành phát triển của anh ở tại Ukraine một thời gian còn lâu như thế thì theo anh thì về về lâu dài thì liệu rằng là Việt Nam Ukraine thì theo anh quan điểm của anh đấy thì kinh nghiệm của anh anh thấy là là anh có lời khuyên gì cho Việt Nam trong cái chuyện vào thị trường này xin cảm ơn và cảm ơn Trước hết phải nói là cái chiến lược đầu tư nước ngoài ấy thì Vingroup cũng có cái chiến lược đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đang quy hoạch khoảng độ 9 nước để mình tập trung, mình phát triển cái hệ thống khách sạn Vinpearl. Quan điểm của tôi là nếu cách đây khoảng 5-70 năm, những Sofitel, Sheraton này kia người ta cũng bắt đầu từ con số 0. Vậy đến bây giờ người ta có một cái thương hiệu quốc tế thì tại sao chúng ta không làm? Đấy. Đi thì chúng tôi cũng muốn là Vinpearl sau này nó cũng phải như thế thì thôi thì thắt lưng buộc bụng bỏ ống mỗi nơi một cái khoảng độ một vài trăm triệu gì đó thế thì mình sẽ cắm được cái cờ Việt Nam là đầu tiên và sau đấy về lâu dài ấy là mình sẽ xây dựng được cái cái hệ thống uh, khách sạn với một cái thương hiệu không phải là nội địa nữa mà là thương hiệu quốc tế đẳng cấp đấy thì đang đang gọi là cố gắng thắt lưng buộc bụng để mà 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 đầu tư nghĩ tới đấy hiện nay ví dụ như là Mỹ này, úc này, Canada, Singapore, chẳng hạn như vậy, mấy nước châu Âu thì đang là những địa bàn mà quyết liệt tìm kiếm Mỹ có thể làm vài cái. Đấy, cho nên là tôi cũng hy vọng là, là là sẽ dần dần có điều kiện để mình 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 thúc đẩy được cái câu chuyện đó. Đấy câu chuyện đầu tiên phải nói là câu chuyện làm về thương hiệu để mà nó 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 khích trương cái thanh thế của doanh nghiệp Việt Nam, Đấy, vì cái thương hiệu Việt cái đã. Thế còn cái câu chuyện kiếm ăn thì đương nhiên ở đấy sẽ rất là hẻo. Ví dụ như là một cái phòng khách sạn ở Singapore thì nó nếu như mua bán bây giờ nó sẽ khoảng 1 triệu đô. Trong khi Việt Nam bây giờ chỉ khoảng, nếu như Vingroup đầu tư thì khoảng 100 000 chỗ nào lãng phí thì 200 000 Tức là, là và cái IA của nó thì đâu đấy chỉ khoảng 4-5%. Nhưng ví dụ như mình mà 4-5% ấy, thì mình còn lỗ luôn, không đủ trả lãi ngân hàng. Nhưng mà thì lúc đấy mình phải trích từ cái 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 tài sản của mình ra để mình đầu tư thôi thì lúc đấy nó mới mới gọi là cân đối được. cho nên là sẽ đầu tư chắc chắn là sẽ đầu tư và cái hướng ấy là là thúc đẩy mạnh cái hệ thống khách sạn thì mình chả kém như họ cả tiêu chuẩn dịch vụ rồi thậm chí TA vừa rồi VinGroup có 700 TA chẳng hạn tức là những cái đại lý bán về du lịch thì tôi đang yêu cầu là chỉ giảm xuống còn khoảng trăm rưỡi thôi đến một cái đảng nào đó thì mình mới làm chúng tôi là người bán buôn tôi không bán lẻ Đấy, tức là nhà sản xuất thì bao giờ cũng là người bán buôn chứ không mà đi bán lẻ cả. Cái, cái, cái đấy là cái, 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 cái theo tôi nó là cái cái, 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 gọi là, là nguyên tắc số 1 cho nên ấy, bước 1 là giảm từ 700 về trăm rưỡi và tiến tới chỉ khoảng độ bốn chục thôi bốn chục đại lý mới được phép làm việc với mình thôi vì nếu không ấy, thì thì, thì, thì thì nó phi lý giống như kiểu vinhome vinhome chúng tôi không bán hàng trực tiếp mình bán toàn bộ qua đại lý và ví dụ như riêng ở thành phố hồ chí minh bây giờ thì có khoảng độ hai chục ngàn nhân viên của các đại lý đang đi bán hàng cho vinhome đấy là đến là ông đại lý đấy ông mua của mình hay là ông ăn họ, hoa hồng thôi ăn hoa hồng thôi à. mình đưa hàng cho họ họ bán rồi họ xong ăn hoa hồng thôi đấy. chứ nếu mình mà như ngày xưa ban đầu khi mình còn nhỏ thì mình phải tự bán thì ví dụ như là là vinhome cũng có 200 quân sale chẳng hạn như vậy nhưng nếu hình dung nếu bán 200 quân sale làm sao chúng ta bán một năm được cả chục ngàn căn hộ thế thì quân sale của mình nó <laughs> chết luôn đấy, thì mình phải 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 làm đúng cái việc của mình thôi tôi là nhà sản xuất hoặc là tôi là cái người đầu tư thì tôi chỉ bán đến ông đại lý thôi tôi không bán lẻ đấy nó là nguyên lý vì thế cho nên là, là 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 tôi mới thúc đẩy được cái 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 sự đầu tư phát triển đấy kể cả đến như ngày xưa khi mà VinGroup có cả một cái xưởng thiết kế, có khoảng độ hơn 200 kiến trúc sư của mình là bất động sản thì như vẻ có vẻ như là thiết kế nó phải là cái việc sát sườn với mình. VinGroup vào đây tôi lập ra cả một cái cái xưởng thiết kế khoảng 200 kiến trúc sư cũng có nhiều người rất giỏi, ấy. nhưng mà sau khoảng độ nửa năm thì mình giải tán, nhưng nó không đúng, mình phải ao cái việc đấy ra ngoài nó có hàng trăm hàng nghìn các cái, 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 công ty thiết kế lớn có bé quá trong nước ngoài nước đều có cả mình làm cái việc đấy thì không biết là như nào nhưng ví dụ tôi mỗi một ngày á tôi mất một buổi ngồi duyệt thiết kế gần như mình thành cái, cái, cái trưởng xưởng đấy sửa lỗi cho chúng nó thôi mình cũng chết mình không sửa thì cũng chết Đấy, thế thôi thì sau này có có gì đâu mà đằng nào thì tính ra ấy mà cũng chung cuộc tính ra mình lãi bởi vì là nó vẽ ra xong mình mà không kiểm soát được sai đúc ra công trường lại phải đập ở công trường sau bao nhiêu lần mình đã nói câu chuyện là các anh ngồi đây các anh vẽ nhưng một cái nét vẽ sai của các anh ấy thì cái thằng ở công trường nó đập cả tháng trời cho nên là mới có cái câu chuyện là ai mà vẽ sai đầy trong công trường đi làm tháng nắng bụi xong về nó hiểu ngay là là không thể mà ngồi để ớt ơ được ông cứ ngồi để công phá linh tinh vẽ vớ bẩn xong rồi dưới đập chết thôi Đấy. Nên sau này ấy, mình thành lập ra một đội gọi là đội kiểm soát thiết kế thôi. Bây giờ nó chỉ còn khoảng hai chục người. Tức là các nhà thầu vẽ xong mang bản vẽ để tôi kiểm soát. À, tức là kiểm soát đây này vẫn là kiểm soát. sau khi outsource rồi thì vẫn có một đội kiểm soát. Mình vẫn phải kiểm soát chất lượng. vâng. Đấy. Ôi, à. lan man tí thôi quay trở lại câu chuyện là đầu tư thì đầu tư rồi. Câu chuyện thứ hai đầu na thì nếu mà nói gọi là thực lòng ấy thì tôi nghĩ là ta không nên đầu tư vào Ukraine nó vì mấy cái điểm thứ nhất ấy, là bây giờ họ đang dây vào một cái, 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 cái trạng thái mà không biết bao giờ mới rút ra được trừ khi là bây giờ họ ngả theo nga chứ còn nếu mà vẫn cứ ngả theo e, eu thì họ không thể ấy được thằng nga không bao giờ để cho họ yên đấy. nhưng nếu như mà ngả hẳn sang nga thì chắc lại phải đợi đến đời khác <laughs> ví dụ như thế tóm lại là cái tình trạng ukraine bây giờ là rất phức tạp cái thứ hai nữa là bởi vì nó nó gần nga nói, nói tiếng nga đâm ra các cái doanh nghiệp của nga nó sẽ có cái lợi thế rất mạnh rất lớn so với mình có hai ông nga đang ở đấy rồi ừ. à, thì mình đánh nhau với nó là mệt mình lại không thể uh, hiểu rõ thung thổ của cái địa bàn đấy bằng cái thằng nga nói thì mình đối đầu với bọn đấy là mình hơi khoai cho nên là, là là cái đấy phải 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 nghiên cứu kỹ cấm. alo kính thưa anh Vượng kính thưa các anh các chị này thì hôm nay thì được nói chuyện được nghe anh Vượng nói chuyện tôi thì cũng nghe anh Vượng nhiều nhưng đúng là chưa có dịp được gặp anh Vượng nói chuyện anh Hùng cũng được nói chuyện anh Vượng nhiều thì hôm nay cái cảm giác đầu tiên mà tôi được nói chuyện là nghe anh nói chuyện thì tôi hơi hơi thèm được giống anh được được như anh tôi tôi nghĩ này Bọn tôi uh, hiện nay trong nữa tôi sẽ nói nói cái câu chuyện là như anh Hùng nói đầu tiên là dù sao thì các anh cũng là tư nhân mà tôi là nhà nước. chỗ chỗ tôi sẽ nói nhà nước khổ như nào. Đấy. Đấy. Nhưng mà việc đầu tiên ý, tôi nói là chúng tôi tôi nghĩ là là chúng tôi tuy rằng chúng đến giờ phút này là việc theo cũng to như thế. Mà tôi nghĩ là mình cũng cũng hơi hơi thông minh đấy. Thế nhưng mà được như anh Vượng mà dám làm tư nhân anh Vượng thì tôi cũng chưa dám đâu. Đấy. chắc là vẫn đang đang núp núp dưới doanh nghiệp nhà nước thôi. Đấy nếu mà bây giờ mà tôi không có là không không được quyền làm viễn thông của tôi tôi mạnh dạn lắm mới chắc đến anh vượng việc làm thôi chứ không dám đóng vai anh vượng mới là dám bỏ tiền của mình ra đầu tư đấy chúng tôi, tôi kém cái chuyện đấy, đấy nói đùa đấy thôi nhưng mà nói chung ấy thì đấy cái câu chuyện đầu tiên bây giờ hôm nay ấy, là nghe anh nói chuyện đi thì thì mình cũng vẫn có cái chuyện là tư nhân và khác nhà nước như nào mấy mấy thời gian trước đây thì cái gọi là cái có cái kênh là New Asia đến phỏng vấn tôi ấy, là tại sao Việt Nam lại Việt, Việt theo làm như thế Tụi tôi cũng chém bừa là, 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 là chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước nhưng mà tôi làm như tư nhân nghe thì hay chẳng biết tư nhân làm nào cả hôm nay nghe biết anh làm thế nào <cười> <cười> thì thứ nhất nó cái cám ơn anh là hôm nay sau cái vụ chém đấy thì hôm nay bay cái bốc phét hơn là tư nhân làm thế nào hay như thế à. thì đấy chúng tôi thì là đúng là cái chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước ấy cho nên là, là tuy rằng người ta nói doanh nghiệp nhà nước là rất nhiều những cái là thuận lợi tuy nhiên là cũng rất nhiều những cái rằng ràng buộc ràng buộc đấy cái như anh nói đấy là anh làm làm không chém luôn chúng tôi không khó làm cái chuyện đấy. đấy vừa rồi nghe Hà Thành giới thiệu tôi là bí thư đảng ủy chắc nghe trong bên công ty anh thì nghe lạ lạ đúng không? Đấy. cái này cũng có đảng ủy nhở? À, đúng. Không? đúng không? <laughs> đấy, nhưng vai trò đảng ủy của tôi là là cố gắng làm sao để, để 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 cái Viettel này nó không không giống tư nhân lắm. để làm cái gì giống tư nhân lại lại hơi sai một tí đấy, tính tóm lại như vậy. cho nên là tôi nghĩ là đấy vì chúng tôi là là như thế nhưng tôi cũng đúng là không có quyền như anh. Đấy, vậy dù sao nói khăn thẳng ra là anh dù sao anh vẫn quan điểm anh nghĩ với những nhân viên của mình là là anh là người đi thuê và họ người làm thuê làm 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 thuê là anh có quyền những cái nó mạnh hơn Thế đúng của chúng tôi là cũng vẫn vướng cái chuyện đấy thế làm gì phát là bắt đầu họp đảng ủy ngay nói à, như vậy là coi như là là phải quyết tập thể đấy, kiểu kiểu như vậy thế còn à, cho nên là chúng tôi vẫn cũng muốn là là dạ, anh làm tư nhân lâu nhưng anh chắc là cũng biết cái tình hình doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi tự, tự nhận lại, chúng tôi tự nhận là chúng tôi là một trong công ty tốt nhất của doanh nghiệp nhà nước. Nhưng so với tư nhân, chúng tôi chưa là cái gì khẳng định luôn. Đấy. Cho nên hiện nay chúng tôi trong chúng tôi vừa rồi đã thử một số cái việc làm ngoài viễn thông, nhưng đến giờ phút này đều nói là chưa thành công. Bởi vì vẫn vẫn nhận ra một điều là chúng tôi đã làm những cái việc mà chỉ có doanh nghiệp nhà nhà nước có lợi thế thôi. Còn những cái gì mà làm ví dụ như là vừa rồi là bán lẻ hay gì đấy chẳng hạn rồi là mà tư nhân người ta làm tốt hơn thì chúng tôi không không thành công được Đấy, tôi nghĩ là như vậy thì cũng mong mong muốn anh chia sẻ thêm là thì việc chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước anh như thế có 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 có, có khuyên mà tôi thêm cái gì không để chúng tôi có thể thành công coi như là những cái lĩnh vực khác kiểu như vậy còn về với anh thì tôi cũng có hai cái, cái, cái đề nghị với anh với lời khuyên tí thôi thứ nhất là anh có nói rất nhiều về mấy thằng tây nhưng mà thằng tây ấy thì là đang nói về những thằng tây là thằng tây quản lý thằng tây là thuê nhưng anh nghĩ tôi nghĩ anh có anh gặp những thằng tây chủ ấy thì chắc cũng học được nó nhiều đấy gặp được chủ microsoft gặp được chủ facebook gặp được warren buffett tôi nghĩ là cũng học nó nhiều đấy chứ không phải là mấy thằng tây quản lý đâu tại mấy thằng tây quản lý thì nó chỉ là học nó chỉ làm đúng cái gì là yêu cầu đó thôi, thôi và phải đúng chuẩn thế còn cái mà nó quyết như anh ấy thì phải gặp mấy thằng kia thì tôi nghĩ là anh cũng, cũng nếu mà có dịp anh cũng nên gặp quản lý và tôi cái học khá nhiều thế còn cái việc thứ hai ấy, là anh đã có chiến lược đi đầu tư nước ngoài ấy, thì tôi khuyên anh đừng làm mỹ châu âu vội mà tốt nhất anh đi làm Myanmar và mấy nước kiểu như Myanmar anh sẽ thành công hơn rất nhiều bên đấy tại tôi là người đi chịu trách nhiệm về quản lý về đầu tư quốc tế mà tôi cũng đi 100 nước trên thế giới nữa rồi thì tôi nghĩ là coi như là những nước như thế hiện nay đang rất cần những cái dịch vụ và rất cần những cái khách sạn hơn là Mỹ anh bây giờ sang đánh nhau Mỹ luôn thì không không ăn thua đâu nhưng chắc chắn anh làm ở những nước như là Myanmar tất nhiên Lào Campuchia để giả sử Campuchia chẳng hạn hoặc nước gần gần như thế Nepal chắc chắn anh thành công trước sau đó hãy 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 tấn công cái thằng Mỹ đấy là 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 mấy cái mà phải gọi là tôi góp ý như vậy. Thế còn câu hỏi của tôi ấy là, ấy, bây giờ anh đang phát triển như thế, thì anh trong lúc đang phát triển như thế, đang trong lúc thành công như thế, thì anh thấy đã nhìn thấy có cái gì mà có thể là khó khăn của mình trước mắt hoặc là cái gì mà nỗi sợ hãi nỗi, nỗi sợ nhất của anh mà anh có thể sẽ gặp phải trong tương lai. Câu hỏi như vậy. Xin cảm ơn. Vâng, à, cảm ơn anh, cảm ơn những cái lời khuyên của anh. Thực ra ví dụ như là đúng như anh 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 Dũng nói á cái đội chủ tây nó cũng khôn danh lắm trước ví dụ tôi tiếp cái cậu một cái ông cũng là già, già ông là chủ của mango cậu cũng bảo là tôi ví dụ như là có giám sát ở 15 năm nước mà tôi cứ đuổi liên tục tại sao không phải đuổi bởi vì là các cái nhà máy sản xuất ấy, nó trả cao hơn chúng tôi là nhiệm vụ của nó là phải giám sát để cho sản phẩm của mango nó không bị lỗi thế nhưng mà mấy cái thằng nhà máy kia nó trả tiền uh, uh, lót tay còn tốt hơn cho nên là chúng tôi cứ phải đuổi liên tục mà kể cả nó có không biết nó có lấy hay không thì cứ đến đến giờ là tôi cứ phải thay tức là bọn nó cũng 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 nhanh nhạy nó cũng tóm lại là nếu như ai mà làm nỗ lực cố gắng ấy, thì nó cũng cũng đều vào cái trạng thái đó cả chứ còn đa phần cái bọn tây nhất là cái đội làm theo kiểu chuyên nghiệp thì cái tư duy của nó cực kỳ trì dạy không không thể trông đợi được. Thế còn về cái câu chuyện anh Dũng nói rằng là nỗi sợ hãi hoặc là 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 khó khăn gì ấy, thì thực ra các anh các chị đều biết rồi chúng ta làm ở Việt Nam thì vô cùng nhiều nỗi sợ hãi và vô cùng nhiều khó khăn. Cái này không thể kể hết được, đang đi ngoài đường bỗng nhiên có thể bộp cái hòn đá nó rơi vào đầu cũng chết. Đột nhiên có ai đấy khó ở thì cũng chết. Ví dụ như vậy thì những cái nỗi sợ hãi vô hình đấy thì, thì thì nó là thường xuyên mà chúng ta phải tìm cách củng cố cả về câu chuyện pháp lý, cả về eh, câu chuyện xã hội, vân vân để làm sao để nó giảm thiểu được cái đấy thôi, chứ còn không thể ấy được. Nỗi sợ hãi lớn nhất đúng là bây giờ là Vingroup là một doanh nghiệp tư nhân rất lớn trong con mắt của nhiều người. Thế thì như vậy là, 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 là ở đây chẳng hóa là bọn này ăn trộm ăn cắp được hay sao? Họ đâu có cần quan tâm, đâu cần biết rằng đấy là là công sức, đấy là trí tuệ, đấy là cả một cái cái nỗ lực vô cùng lớn của cả một hệ thống. Chúng tôi có lúc đi vay đến 70.000 tỷ. Mà trả lãi, ví dụ như các anh tính là chỉ cần 20% thôi. Mỗi một năm trả lãi 14.000 tỷ. Thế thì nó mới ra được cái kết quả như thế này chứ. Bởi vì anh anh biết rất rõ rồi. Anh buôn một đồng thì 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 thì, thì lại nó khác. Anh buôn một 000 đồng lại nó khác. Phải đến dần dần chúng tôi vượt qua được và đến bây giờ ví dụ như là là cái, tổng nợ của Vingroup về đâu đấy khoảng độ 3 chục ngàn. Với cái tài sản tăng lên hàng hàng chục lần, tổng tài sản của Vingroup bây giờ này khoảng độ 150 ngàn. Thì nếu như mà mình không 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 dám chấp nhận cái cuộc chơi như thế thì làm sao mình có được? Nhưng mà ừ, không, tại sao trong vòng có 3 4 5 năm thôi mà ừ, tài sản tăng đến hàng mấy chục lần cũng phải nói lúc đấy là nhiều khi vẫn phải một ăn một tịt chứ bây giờ làm sao có rất nhiều các cái, gọi là, là, là công việc nhiều dự án chúng tôi chấp nhận là mua xong vứt đi mất hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ có những dự án như Sài Gòn bây chúng tôi làm đến 10 năm nay rồi bỏ vào đấy có mấy nghìn tỷ mà giải phóng bằng mới được khoảng độ 70 phần khả năng cao là, là độ 1-2 năm nữa mới xong nó là kiểu như thế. Tức là, là thì, thì mình đền bù từ lúc giá là 180 nghìn đến bây giờ giá là một triệu rưỡi một mét vuông. Mà vẫn chưa biết nó ở đến cái điểm kết là điểm nào. Thế thì rõ ràng là cái câu chuyện là là thành công hay không thành công của từng dự án thậm chí là là từng cái 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 hướng đầu tư của mình ấy nó đều rất là là khó khăn gọi là vô định và tất nhiên là mình phải cố gắng mình nỗ lực làm sao đấy để, để cho nó nó nét hơn và mình phải quản trị được cái rủi ro một cách tổng thể. Thế thôi tôi tôi tin rằng là với cái tâm của mình như thế, rồi cái những cái việc mình nỗ lực mình làm cho xã hội thì chắc chắn là mình có một cái sự ủng hộ rất lớn ở trong xã hội và không phải một vị nào đấy khó ở thì có thể làm gì được mình. Đấy. Thế nhưng mà những nỗi sợ đấy là hiện hữu. <laughs> vẫn thường trực mà... thì vì thế cho nên là, là là mình phải làm sao để mình mình vượt qua cái đấy anh ạ đấy thực ra nó là cái vấn đề lớn nhất chứ còn lại câu chuyện kinh doanh thực lòng mà nói chúng tôi chả nhìn thấy vấn đề gì cả trong 6 cái lĩnh vực mà hiện nay Vingroup group đầu tư thì có nông nghiệp là định hướng rất rõ ràng là từ thiện y tế giáo dục là xã hội đấy, còn lại bán lẻ là một cái lĩnh vực gọi là là chủ lực và trong tương lai thì bán lẻ sẽ chiếm khoảng độ 50% cái thị phần của 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 Vingroup. Chúng tôi đang 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 có cái chiến lược với thậm chí giai đoạn này ấy, mình quyết định mở rộng bất chấp tất cả. Tôi có thể mở hôm trước đang tính là trong năm nay sẽ mở khoảng độ 2000 cái điểm Vinmart cộng. Và tôi chấp nhận một cái tỷ lệ là khoảng 20 đến 30% sau một năm mất đi. Đấy. chỉ là để mình coi như là chớp thời cơ mình phủ hết. Sau đấy các bác tây vào rồi thì chỉ còn khóc thì sẽ mày cái mở cạnh tao Đấy, và sau khoảng 3 năm nữa thì chúng tôi có kế hoạch là khoảng độ 10.000 cái điểm bán hàng Vimart cộng và khoảng độ 400 cái trung tâm thương mại ở khắp cả nước đến bây giờ thì thì ngoài câu chuyện là do cái mặt bằng ở trong 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 Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nó nó rất là phức tạp và lâu lấy một cái, 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 kiếm được cái mặt bằng phải khoảng 2 năm chúng tôi quyết định là thôi lại lấy nông thôn bao vây thành thị những chiến lược như của anh Dũng nói mình ngoáy mấy thằng nhà quê trước Xong rồi mình quay lại mấy cái nước xịn kia sau Hiện nay chúng tôi có kế hoạch là trong vòng khoảng độ maximum 3 năm Sẽ mở 300 cái trung tâm thương mại ở huyện Lị Tức là mỗi một huyện, huyện nào mà có trên 10.000 dân Thì mở một cái loại cấp 2 Và nếu mà trên 15.000 dân mở một cái cấp 1 Gọi là, là điển hình đại trà hết luôn 2 tầng và 3 tầng Xây theo kiểu mô đun Một thiết kế Đấy thì mình sẽ sẽ làm cực nhanh và đấy chúng tôi mới bắt đầu khởi xướng cái này khoảng hai ba tháng thì bây giờ đã khoảng một trăm cái mặt bằng rồi huyện thì dễ quá ông nào mời được mình thì coi như là, là sướng nhảy tưng tưng luôn thậm chí là mình mua buôn luôn tức là nói đặt vấn đề với tỉnh ví dụ như là tỉnh quảng ninh tôi nói là đấy tôi biết là có 8 cái huyện chỗ đấy là ok để cái anh hỗ trợ thì tỉnh làm luôn văn bản yêu cầu các huyện là trong vòng một tháng phải nộp hết mặt bằng ở đây tha hỗ trợ hoặc là ví dụ như là tây ninh ông bí thư ông bảo với tôi là người của vingroup rồi bởi vì anh xây cho tôi một cái ở tỉnh này bốn cái ở huyện này chúng tôi bây giờ cả lãnh đạo của tỉnh là đi đâu cũng chỉ có khen vingroup thôi chúng tôi là người của vingroup bởi vì khi đi về huyện thì họ đang rất mong chờ cái 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 sự đầu tư của mình nên là chả khó khăn gì cả thì từ giờ đến cuối năm là khéo chúng tôi cũng kiếm được 300 mặt bằng còn xây cái đấy thì, thì, thì 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 tất nhiên là nó hơi vất vả vì vùng sâu vùng xa đấy hôm trước tôi phải họp thậm chí là bê tông ở vùng đấy không có thì có trộn tay thôi mình bây giờ phải 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 mua mấy chục cái dàn trộn bê tông đến lắp ở khu đó luôn xây xong có một cái công trình nhỏ đấy lại tháo dỡ cái trạm trộn mang đi rất là vất vả rất phức tạp nhưng mà sợ là nếu như mình mà trộn tay ấy, xong rồi người ta bà con đang ăn chơi nhảy múa trên đấy xong rồi sập đánh dầm một cái ấy, thì <laughs> có mà chết đấy thì cái, 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 cái tinh thần nó thế anh ạ anh Dũng thì có nói một cái tức là khi mình đi ra nước ngoài ấy, thì thì giống như việt tên ấy là đi ra những cái nước mà họ nghèo hơn mình trước thế xong rồi đó thì từ đấy mình bắt đầu là tiến công những cái nước hiện nay thì việt tên bắt đầu có những cái nước mà họ gdp gấp đôi gấp ba mình rồi thì thì tại sao anh vượng lại chọn ngay vào những cái nước mà đã phát triển rồi không đi theo cái tuần tự kia cho nó nhàn anh ạ những chỗ đấy làm nó dễ lợi nhuận thì rất thấp nhưng mà nó ổn định Đấy. và làm thì thì vô cùng dễ dàng ví dụ singapore thì anh chả phải làm gì hết ok đấu giá mua xong cái đấy rồi chỉ tiêu quy hoạch muốn thay đổi cũng không được nó bảo 10 tầng là 10 tầng 20 tầng là 20 tầng đâm ra lúc đấy mình chỉ cần cử một nhân viên cấp bình thường thôi sang là xoay sở được hết không có phải gì cả nhà thầu cũng thuê đơn giá rõ ràng minh bạch đâm ra là cái cái phần quản lý của mình mình có thể phát triển rất nhanh mà không phải chịu cái rủi ro về quản trị đấy. thì từ ban đầu mình xác định rồi nó chỉ 5% thôi không không thể có được cái siêu lợi nhuận nhưng mà vấn đề đi ra nước ngoài của 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 Big không định hướng là lợi nhuận mà định hướng là cắm cờ nếu mình cắm vào Myanmar cắm vào Campuchia và Lào ấy thì không ai lắm đã thấy mình cắm hẳn vào cái chỗ nào mà chúng nó oai nhất và mình vẫn kinh doanh được cho nó kinh <laughs> thì lúc đấy là là anh Dũng thì có nói một cái ý tức là ông nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thì ông nhìn vào ông tư nhân thì ông ấy thấy rất là nhiều các cái cơ chế, rất là nhiều những cái thuận lợi. Thế thì bây giờ anh Vượng là một công ty tư nhân thì anh nhìn các công ty nhà nước như thế nào? Công ty nhà nước trước tiên là rất oai rồi. Ví dụ tổng giám đốc là thiếu tướng, em chỉ mong làm thiếu tá cũng được. Uh, tất nhiên là công ty nhà nước cũng cũng giống như bất cứ công ty nào thôi về bản chất thực ra á, anh em mình là doanh nghiệp Việt Nam công ty nhà nước nó cũng gò bó của nó nhưng ngược lại có rất nhiều cái cái, cái thuận lợi còn công ty tư nhân cũng thế thôi anh ví dụ anh muốn xây một tòa nhà thì anh phải lên xin bộ xin uh, sở ban ngành Bên em y cha thế cho nên là còn lại đấy nó là cái sự linh hoạt nó là cái sự nỗ lực cái cố gắng sáng tạo của 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 lãnh đạo và, và, và cán bộ nhân viên thôi còn về gốc nó vẫn thế Bởi vì cái câu chuyện ví dụ như là anh bị vướng các cái quy định, quy trình thì cũng giống như là doanh nghiệp tư nhân bị vướng như bây giờ muốn mở một cái siêu thị mấy chục loại giấy phép. Rất phức tạp. Nhưng không phải đơn giản đấy. Thế thì thì anh đi trình bẩm để anh được phê duyệt một cái thì bên này cũng y chang luôn. Sẽ phải có cái đội hình chuyên đi làm cái câu chuyện đó. Xử lý công việc đấy thôi còn đầu tư của mình thì đúng là ví dụ như là Vingroup bây giờ nói lại câu chuyện Royal City ngày xưa ấy thì tôi quyết định đầu tư Royal City đúng trong vòng một buổi tối tức là từ lúc mình có người bảo là đấy có cái thằng Hàn Quốc nó vứt đi đấy nó đầu tư cùng với cơ khí Hà Nội nhưng mà sau bây giờ nó bỏ chạy rồi đấy, ông có thích thì ông nhảy vào thế thì mình hỏi han hỏi han tí xong rồi ok chơi luôn tức là đến sáng ngày hôm sau là đã 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 phi về thanh hóa về lãnh đạo của uh, đội đấy là, là là nó đi nghỉ mát Thế tôi phi tận đến thanh hóa luôn hỏi các ông có thích làm với vin group không nó cũng vin group quá ngon chơi luôn thế, là đến buổi trưa ký nguyên tắc với nhau xong 12 giờ trưa tôi bay về ukraine đúng từ lúc mình nghe là khoảng độ 8 giờ tối cho đến khi mà ký kết xong nguyên tắc thì mình biến là từ 8 giờ tối cho đến khoảng độ 11 giờ trưa thì nó nhanh hơn có thể có ra được quý vị nhanh hơn vì nếu mình để chậm biết đâu lại một thằng Hàn Quốc nó khác nó nhảy vào thì sao? Ngày xưa chỉ có Tây thôi. Tây là số 1 nhưng mà Tây nó chạy thì các bố đành phải phải lôi mình vào thôi. Đấy. Thì bây giờ của anh lâu hơn một tí nhưng mà anh xin chắc chắn được. <laughs> Thực ra thì thì trong cuộc sống ấy thì mỗi người đều có cái sức mạnh riêng. <laughs> tại sao các sức mạnh nó không khác nhau là vì mỗi một cái sức mạnh thì nó đều có một gót chân asin hết cho nên rằng là là vì ông có gót chân asin đấy thì ông lại mạnh ở một cái chỗ chính ở chính cái chỗ đấy cho nên là các cái các cái tổ chức mà nó nó khác nhau là nó không thay thế được nhau hôm nay thì thì tôi có họp với anh Minh Minh mà là tổng giám đốc của đài truyền hình trung ương VTV trong đó cũng có bàn cái câu chuyện là, tức là doanh nghiệp to và doanh nghiệp nhỏ thì trước đây thì mình cứ nghĩ là doanh nghiệp to thì sẽ đánh được doanh nghiệp nhỏ thế nhưng mà thực ra thì thì đa số là những ông to là chết vì ông nhỏ nhiều hơn thế và những ông to mà không chấp nhận cuộc chơi của ông nhỏ thì bị ông nhỏ ông thay thế ý muốn nói rằng là, là 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 thực ra thì mỗi một cái doanh nghiệp nó đều có những cái có những cái gọi là những cái những cái thuận lợi và những cái khó khăn của nó thế nhưng mà thường ấy thì các doanh nghiệp nhà nước thì làm ở những lĩnh vực mà thị trường họ đã làm rất tốt thì sức mạnh của mình ở đấy là không nhiều. Đấy. Thế còn những cái gì mà thị trường họ khó khăn, khó khăn thì nhiều lắm, có thể rằng là là quy mô, đấy. có thể là về mặt dài hạn. Đấy. Thì nếu như mà mình hoặc là có những cái việc mà chưa đủ sức. À thì ông nhà nước mà ông nhảy vào đấy thì thường thường là cái 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 cái, cái sức mạnh của ông được thể hiện tốt hơn bây giờ là các các tỉnh nha nào các tỉnh trong lúc các tỉnh đang chuẩn bị thì trong này có một cái câu hỏi cũng rất là rất là hay sáng nay thì thì khi mà làm việc với bên Tài truyền hình trung ương thì cũng nói những câu chuyện là thôi ông làm tốt cái gì thì ông làm cái đấy thế thì mọi người trong này thì cũng nói là việt Tên thì có thể làm cho một cái ngôi nhà nó thông minh thông qua viễn thông công nghệ thông tin anh vượng thì xây các cái tòa nhà thì nhanh đẹp đề nghị là tại sao mà mình không kiếm một cái mảnh đất rất là đẹp Xong rồi xây một cái tháp đôi, xong rồi hai cái headquarter đứng gần nhau <laughs> Không hiểu anh vợ nghĩ thế nào Xây tháp đôi không oai Biệt theo bây giờ phải một mình một tòa rất là to đẹp hoành tráng Và vin lúc sau này đến lúc nhiều tiền lên cũng phải làm một tòa riêng Chả nhẽ lúc đấy bán lại cái tòa đấy cho Viettel <laughs> Tại mấy năm kính thưa anh vượng thì cái cái em thì không hỏi đâu anh chỉ có một cái lời nhờ như này tôi vẫn câu chuyện là làm sao triển khai cái hạ tầng nó nhanh mà nó lại chất lượng thì sắp tới thì thì Việt Ten thì đến thị trường Myanmar là thị trường thứ 10. thêm khi mà chúng tôi đến thị trường thứ 9 là thằng thằng Tanzania thì nó vẫn bị lặp lại cái câu chuyện là cái xây chất lượng xây dựng nó không tốt lên được. Nhưng mặc dù cũng rút kinh nghiệm đủ các loại Đấy thì khi mà đến thị trường Myanmar chúng tôi quyết tâm là cái thị trường mà mình sẽ xây dựng cái mạng lưới tối đa là một năm. Các cái nơi khác mà quy mô như vậy khoảng 2 3 năm thì bây giờ của tối đa là một năm bởi vì cơ hội thị trường nó không còn nhiều. Mình làm càng nhanh thì nó càng cơ hội. Và chất lượng nó phải tức là không có cái sai sót. Không nói là perfect nhưng mà không có sai sót. Thế thì tôi cũng muốn anh vượng là cái đầu mối nào mà nó có kinh nghiệm cái việc mà anh nói, tức là nó đảm bảo được khâu là kiểm soát cái câu là thực hiện nhanh nhưng không có kiểm soát ấy, thì xin phép là là sẽ có một cái buổi gặp gỡ học tập kinh nghiệm để chúng tôi xem áp dụng được cái gì cho cái thị trường Myanmar sắp tới hay không thì cái đấy thì nhờ anh ngay trong thời gian sớm nhất Đây là cái việc thứ nhất cái việc thứ hai thì tôi cũng có một cái suy nghĩ này thực ra nói câu chuyện nhà nước của tư nhân ấy, thì tôi thấy Viettel và VinGroup thì hai hai cái tập đoàn đều mạnh cả đều mạnh rất là mạnh những cái mạnh của cái, cái 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 sức mạnh chung của tập thể thì nó mạnh nhưng mà của VinGroup thì tôi nghĩ con người cái 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 số người giỏi trong Vingroup group mà khi ra khỏi VinGroup nó quẳng ra ngoài xã hội nó sống được ấy, mà nó vẫn mạnh ấy, thì khả năng nhiều hơn Việt Nam. Thì bọn tôi bị cái 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 trong nhà nước này chủ yếu nó lâu nay phát triển nhanh tốt thì nó có cái 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 thành công rất lớn là do cái lựa chọn công nghệ đúng rồi là người đứng đầu là lựa chọn cái cách làm đúng là chiến lược tốt còn cái cấp dưới thì nó thiên về cái mệnh lệnh nó làm theo cái cái chỉ đạo tức là cái mệnh lệnh rất là cao và vì thế nó đi nhanh và nó cũng thành công. Nhưng khi ra gặp cái môi trường mà cạnh tranh ý, thì bắt đầu bế tắc. Đấy khi mà nó đang dễ dễ làm đại trà cơ hội đang tốt thì làm được nhưng lúc bắt đầu nó khó rồi thì cái tính sáng tạo, chủ động và cái cái gọi là kỹ năng để chiến đấu đơn lẻ thì cái đấy có thể là anh mà chia sẻ được ở trong một cái điều kiện khác hiện nay là khi mà chúng tôi ra thị trường nước ngoài là tìm cái người mà đi ra nước ngoài Mà có thể tự chiến đấu được rất là ít, Đấy, tức là nó bắt đầu nó khó khăn. thì cái đấy thì cũng chắc cũng không chia sẻ hôm nay được, thì cũng có thể một buổi nào đấy xin anh một cái đồng bộ học tập thêm kinh nghiệm về cái đấy. thế còn thứ ba ấy, là về cái chỗ mà dùng sản phẩm của nhau ấy, thì uh, trước thì anh Hùng cũng đã chia sẻ rồi, cũng đã từng là muốn VinGroup là làm cho Viettel một cái tòa nhà trụ sở. nhưng tôi nghĩ cái đấy thì rất là tốt. Thế nhưng mà nó làm cái câu chuyện lớn có thể chúng ta không thể bắt đầu ngay được vì nhiều lý do. Thế nhưng mà những cái mà nó nhỏ hơn, ấy. thí dụ bây giờ chúng tôi các nước đầu tư thì chưa nước nào có một cái trụ sở cả và bắt đầu làm, Lào là một số nước đang làm. Thế thì những cái khi chỗ mà chúng tôi có có đất mà chúng tôi muốn xây trụ sở mà trong cái thẩm quyền chúng tôi tự làm ấy, thì có thể anh ví dụ Timor hiện nay là đang định xây một cái tòa nhà đấy, cũng có dòng tiền tốt nó định xây một tòa nhà để làm trụ sở thì tôi nghĩ cái nhỏ nhỏ đấy thì hay là ở trong Việt Nam này tôi nghĩ là rất nhiều cái chi nhánh tỉnh thực ra bây giờ nhìn cái sản phẩm của anh Thì bọn tôi rất là mê tức là rất mong muốn là mình ở trong cái tòa nhà mà với cái chất lượng như vậy nhưng là của mình Đấy. thế thì thí dụ như là những việc nhỏ như thế tỉnh hay là cái cấp một cái trụ sở tỉnh hay cái nhà của một cái công ty hiện nay thì các cái tổng ty Viettel chưa ai có tòa nhà riêng cả Viettel Telecom chưa có Viettel Global chưa có Viettel Network chưa có vân vân thì những cái quy mô của cái anh hùng là có thể mình làm được nó dễ hơn đi tìm đất làm cái quy mô nhỏ dễ hơn còn bây giờ tháp đôi hay những cái kia thì tôi nghĩ là khó thế đổi lại nếu mà anh cho viettel vào làm một cái 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 một cái hạ tầng của trọn vẹn của một cái khu của anh ấy, thì đấy cũng là một cơ hội cho viettel trưởng thành thế là chúng tôi làm các cái sản phẩm đại trà ấy, tốt nhưng bây giờ làm một cái sản phẩm hoàn chỉnh mà đạt được yêu cầu anh vượng chấp nhận ấy, mà ông nào làm được cái đấy cũng là thành người đấy và các anh hùng thế cũng chưa giỏi trong cái chuyện là làm một cái cái một cái khu lớn một cái khu phức hợp mà trong đấy nó có cả về viễn thông công nghệ thông tin rồi tòa nhà thông minh thì nếu như anh mạnh dạn anh giao thì cũng là cơ hội chúng tôi thử thách cho ông nào làm được mà anh vượng chấp nhận mà dùng được mà khách hàng ông kêu là ông đấy cũng về là cũng nên người đấy. thì những cái đấy nó thiết thực hơn tôi nghĩ là có thể quyết định ngay tại hôm nay được đấy thì tôi có mấy hết ạ vâng cảm ơn anh cái việc thứ nhất việc thứ ba thì tôi nghĩ là là anh em mình hoàn toàn hỗ trợ nhau được bởi vì là 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 cũng giống như tôi đã nói với anh Hùng nhiều lần đấy tôi rất mong muốn làm sao không chỉ riêng Vingroup Viettel mà là mình các doanh nghiệp Việt Nam mình mình gắn kết được với nhau mình làm đấy. đi đâu mọi người cũng nói là doanh nghiệp Trung Quốc thì nó rất là gắn với nhau nó hỗ trợ nhau nó bảo trợ nhau nó giúp đỡ nhau đặc biệt ví dụ doanh nghiệp Hồng Kông bảo là không có doanh nghiệp Hồng Kông phá sản vì trong trường hợp nếu như một thằng nó sắp chết thì cả làng sẽ xúm lại để mà 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 gồng gánh cho nó đỡ chân đỡ tay cho nó để nó không bị 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 chết ví dụ như thế thì thôi mình chưa không cần phát triển đến mức độ như vậy bởi vì hình cái đấy nó cũng hơi gọi là không chưa khả thi ít nhất ở mức độ nào đấy mình mình đoàn kết nhau được mình hỗ trợ nhau mình giảm được cái 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 tôi trong mình đi vì cái tôi của người doanh nghiệp Việt các đại gia Việt nó lớn nhà hai doanh nghiệp Việt ngồi với nhau chả thế nào chịu thế nào rồi nhà nước thì thông nói gì đây là các đại gia kiểu khác <laughs> nhưng mà ví dụ tôi nói tư nhân ấy, mà kể cả doanh nghiệp vừa vừa nhỏ nhỏ thôi đã thấy là không mình phải làm vua cơ chứ là lần kia kiểu diễn mày bé Thứ hai nữa là làm kiểu gì thì làm nhưng mà vẫn ngồi uống rượu với nhau thì uống rượu nhưng mà nói chuyện với nhau mà hở ra chỗ nào ngon ngon đấy thì ông kia sẽ quay về chiến luôn thì làm sao mình bỏ qua được những cái đó để mình mình gom nhau bởi vì nếu làm như thế thì không bao giờ mình lớn được mọi người chỉ nghĩ đến những ngày thịnh mà không nghĩ đến những ngày suy không nghĩ những lúc trái gió trở rời mình hoàn toàn có thể là là khó khăn lúc đấy ai sẽ giúp mình nhưng người ta chỉ bảo ok vì tôi đang ngon thì tôi phải là vua còn các ông đang yếu kém quên công đi không ai chịu nhường ai không ai chấp nhận ai thì nếu như thế tôi cho rằng là là doanh nghiệp Việt Nam hỏng không không thể lớn được nên là nếu mọi người để ý là viên group kể cả những doanh nghiệp cạnh tranh với mình Đấy, giống như là Tân Hoàng Minh chẳng hạn vừa rồi chúng tôi ký hợp tác chiến lược mình thấy nó phí trong tay người ta có mấy chục cái miếng đất, mấy chục cái dự án, người ta không làm được, quá phí. Nếu thêm được một cái doanh nghiệp tử tế nữa, có thương hiệu nữa có phải ngon không? Mà quan trọng là khi có một cái doanh nghiệp cạnh tranh đủ tầm, và cạnh tranh với mình ấy, mình mới khôn lớn được. Còn nếu ở nhà nhất mẹ nhì con, chả có ai để mà đọ, không vui. Mà con không phải muốn vui được, không lớn được. Thực sự là mình phải có những đối thủ cạnh tranh mạnh, thì mình mới mới, 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 mới phát triển được. Đấy. Sun Group chẳng hạn đến rồi, rồi tôi phải nói với anh Lam vì anh Lam cũng là bạn tôi tôi bảo tao mà làm cái gì mày cứ đi theo mày làm y cha có ngày tao đâu mày chết thế là lúc nói nói vui đi thôi rõ ràng bây giờ ấy thì là mày không phải là, là mày có hai cái 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 cái, cái gọi là, 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 vị thế một là bạn tao hai là kẻ thù cạnh tranh trực tiếp của tao bởi vì cái gì tao làm mày cũng làm y cha đấy nhưng mà phải cân đối lại bởi vì thôi cạnh tranh thoải mái vô tư nhưng mà ta làm ở chỗ này mày làm ngay bên cạnh thì chả tao mày đánh nhau. Nếu mày cạnh tranh được nhưng phải khôn ngoan. Tuy nhiên cần gì vẫn giúp. Thì tôi rất hy vọng là là Vingroup rồi Viettel rồi các doanh nghiệp khác mình sẽ có được cái gì mình kết nối với nhau. Thế còn những cái gì mà làm được ấy, thì các vị yên tâm một điều là chúng tôi sẽ hết sức làm. Từ câu chuyện tư vấn để xây thêm này kia. Thế còn cái câu chuyện ví dụ như là cái tòa tháp của Viettel chẳng hạn Viettel mỗi năm lãi mấy chục nghìn tỷ. Anh Hùng chỉ cần chi tiền phát là có tòa nhà ngay, không vấn đề gì cả cũng phải cân nhắc cái hết thích bao nhiêu tầng có bấy nhiêu tầng cái câu chuyện đấy là là cũng đã bàn rồi đấy thì hiện nay thì thì Việt Tên ấy thì uh, đang uh, thực sự nói rất muốn có một cái tòa tháp mà cũng gọi là một là cái tổng hành dinh uh, của Việt hay thứ hai tức là cũng muốn làm để một cái dấu ấn cho thành phố nữa thì, nó liên quan đến cả vị trí nữa anh vượng nói thì là trong tay mình là có rất nhiều vị trí thì có thể anh vượng cân nhắc sớm xem là các cái vị trí mà anh có mà đang để trong kho dự trữ chiến lược ấy thì thành có cái vị trí nào ấy thì thôi cũng là vì đất nước là vì nó là biểu biểu trưng của một đất nước của của thành phố thủ đô mà thì Viettel thì hiện nay về mặt nguồn tài chính thì có thế nhưng mà đúng là một là vị trí vừa rồi thì có cái vị trí cũng tương đối đẹp thế nhưng mà anh vượng thì cũng hơi tham nên thành ra là xây nhà chung cư nhiều quá thành như việt tên nó khó quyết <laughs> bây giờ xem trong trong kho chiến lược còn chỗ nào không <laughs> Như Vượng, anh Vượng có cái chỗ nào gần, gần khu phía, phía dưới này cũng được Em có một khu khoảng 6 hecta ở cạnh cái gì đấy Trung tâm Hồng Nghị Quốc gia thì anh có không? Đường Phạm Hùng có, có, phải là chính cái chỗ ấy không? Có phải cái chỗ của anh, 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 anh Tâm không? Tính chỗ là chỗ, đẹp, của đẹp, chỗ, đẹp, chỗ, chỗ của anh Tâm chỗ đấy đẹp chỗ đấy đẹp chỗ của anh Tâm là 4 hecta và cạnh cái chỗ của anh Tâm thì còn một cái chỗ này chỗ chỗ quá đẹp, chỗ, đẹp chỗ đấy thì quá đẹp chỗ đấy thì, thì Việt Tân đồng ý luôn là hai dơ, dự án luôn giờ hai tay luôn. coi như thì... mà như thế mình phải phân ba như thế này anh ạ bây giờ như thế này vì đất nước thì em sẽ xây thật đẹp vì đất nước thì anh trả tiền theo giá thị trường không, không cần giá hơn chi luôn riêng giá thị trường là nhất chi luôn riêng giá thị trường <laughs> là nhất trí luôn riêng giá thị trường là nhất chi luôn không bán đắt hơn nhưng phải <laughs> trả hơn chắc chắn là theo thị trường không phải mình hợp tác nó phải theo thị trường nhé chắc chắn là theo thị trường thực ra thì Việt Tên cũng cũng đã bỏ ra mấy năm trời giao cho cái chỗ mà công ty bất động sản đây để gom hai cái dự án là một chỗ đấy thì Việt Tên biết từ lâu rồi biết trước cả vượng cơ thế nhưng mà không gom nổi là vì một ông thì là ông tư nhân Việt Nam thì cũng có thể nói chuyện được nhưng một ông ấy nó lại là ông Tây mà lại là công ty cổ phần Đấy, mà nó cũng biết rằng là nếu như mà mình là mình lấy cái 4 hecta này mà lấy hai hecta kia của nó thì rất đẹp cho nên nó cũng rất là dền dứ Thế mà nếu mà gộp là hai cái đấy thì quá tuyệt vời à, nên thế thì em phải phanh ngay lại bởi vì là chỉ khoảng 2 tháng nữa lại bán chung cư ở chỗ đấy Ôi, thế thôi rồi, thôi, thế thôi, thế thôi, làm hết đi làm làm mấy đi thôi chứ bây giờ một cái doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đúng không thì bây giờ thôi thì trước mắt thì nó đang hàng đầu rồi đấy, thế thì mà mà lại cũng là một cái biểu tượng của đất nước trong cái chuyện trong nước ngoài nước mà bây giờ lại xây mấy cái nhà chung cư chung cư thì nó lãi to chắc thế thôi nếu mà nếu mà anh vượng thấy rằng là cũng là vì hai bên việt Tên trả thị trường mà anh dành toàn bộ cái khu đấy làm office cho việt Tên, thì, rất là vô cùng cảm ơn Cái, cái, cái Việt Tên ấy hiện nay Việt Tên thì hiện nay là như này có một cái dự án nó ở chỗ nào ấy nhỉ? Anh nói để anh Vượng biết. anh vợ hình như gọi là cái gì sky gì đấy à nhưng nó không liền với cái miếng kia đâu mình là có hai miếng nó xa nhau đúng không Ừ. thì thì Việt Ten định rằng là, là, là cái 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 nhà cao cái 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 gọi là cái, cái 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 nhà cao tầng đấy thì sẽ dành cho tất cả các cái đơn vị thế còn tổng hành dinh thì có thể xây một cái nhà thấp hơn để cho nó không gian đất đai nó rộng hơn một tí. Nhưng cái 6 hecta thì anh quá ngon rồi. Không, Bởi vì anh tốt. lại ngồi ngay cạnh cái thằng hội khu quốc gia tức là không gian nó không có thằng. nào không chỗ đấy thì đẹp rồi, chỗ, đấy, chỗ rồi. đấy biết rồi, chỗ đấy biết rồi, chỗ đấy là. Mà chỗ ừ. đấy như nó trước nó quy hoạch 106 tầng ấy. không như ý là thế này là tức là anh vượng ở gần đấy thì có hai khu ở bên cạnh thì nếu như mà mình lấy một cái mình xây cái 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 cái, cái tháp cao tầng ở đấy cộng với cái này nữa hai cái năm một thì nó gần nhau hơn ý là thế ý thế cũng thế thì đúng không nhưng mà sợ là cái mảnh đất là... cái khu đấy chắc anh vượng không nhớ không đúng không bên đấy là đã thế hồ đang chuẩn bị đào đấy ạ à, bên em đang làm bt cái hồ đấy và thì sẽ sẽ hình như đâu đấy trong tháng này cũng phải khởi công này à thế à vâng. thì ông Việt Tên cũng đang sợ rằng là, là không có cái hồ đấy thì cái nhà của mình à, thế à, thế vâng. thì... lên rất đẹp đấy. Ừ. Còn vâng. đây... nếu mình làm cái nhà thấp tầng thì được cái gì? Không làm cái làm cái như mình đang làm đấy. Cao tầng thì làm bên 6 hecta. Không, là cái cái này nhà đấy thì chỉ có mấy trăm người ngồi thôi thế xong thì xây cái nhà nhà chính của mình sẽ xây ở cái chỗ mà anh Vượng nói 6 hecta chỗ đấy thì đáng để làm chỗ đấy đẹp nếu gộp được hai cái đấy thì phải nói là nếu mà bên Vingroup mà đã gộp được hai cái đấy là một thì phải nói là cũng giỏi ấy. Ừ. thì đã gộp rồi à thế à? <laughs> ừ. đấy là một tin rất là tốt cho Việt đấy <laughs> à, anh 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 Nam anh có nói đấy, hai ý mà, mà mà anh Nam định bảo là chia sẻ riêng nhưng mà tôi nghĩ rằng anh Vượng có thể chia sẻ được thì cái đấy là cái Việt tên cũng cũng rất là một là cái sinh ra các ông vượng phẩy cái tên bây giờ thì cũng gặp một cái khó khăn ý, tức là tức là bây giờ đi ra mỗi nước thì cũng cần một người tương đối toàn diện cái thứ hai là rồi cũng có khá nhiều các cái đơn vị độc lập mà đều là những cái đơn vị mấy chục nghìn tỷ cả Đấy. thì tóm lại là cái câu chuyện là phải sinh ra các ông vượng phẩy thì thì ở đây xem là Vingroup thì giải cái câu chuyện như thế nào Đấy. chắc là cũng 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 là một trong những cái việc mà mà khó khăn cái thứ hai thì liên quan đến xây dựng đấy thì cách nào mà anh Vượng làm được cái việc là tất cả các công trình của anh chất lượng xây dựng đều tốt, Vì ten thì xây thì không 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 phải là các cái nhà to nó chỉ là xây những cái khá đơn giản thôi, thế nhưng mà rồi cuối cùng vẫn mắc cái câu chuyện chất lượng không được tốt nhất là khi đi ra nước ngoài thì hai cái đấy mà anh Vượng mà chia sẻ được vì hiện nay có cả các cái công ty ở nước ngoài các cái chi nhánh họ cũng đang gặp những vấn đề tương tự như thế. hết nói về cái vấn đề nhân sự thì sau một hồi gọi là tích cực tuyển dụng thì chúng tôi cho rằng là mình quay lại với cái, cái nhân sự gốc của mình. Mà bây giờ mình phải tạo nguồn cán bộ ở các cấp thôi. Cứ phải đẩy nhau lên thôi. Bởi vì cái gốc lớn nhất ấy là đấy là những con người đã phù hợp với cái văn hóa của mình. Phù hợp với cách làm của mình. Anh có thể tuyển được một người rất giỏi vào. Nhưng mà bây giờ anh đào tạo lại họ để họ phù hợp với mình. Nó rất là mệt. Đấy, cũng không không mà cái xác suất thành công không cao lắm Đấy, nên tốt nhất là mình bắt đầu từ câu chuyện là ông đang làm trưởng phòng thì cố gắng đào tạo để làm phó tổng ông phó tổng thì thành tổng ví dụ như thế và cái cách làm ấy là là bây giờ uh, các cán bộ lãnh đạo phải nai lưng ra đào tạo thôi bởi vì dù muốn hay không muốn ấy thì cái văn hóa của một hệ thống nó là theo cái định hướng của người đứng đầu Đấy, rộng hơn ra nó là cái văn hóa định hướng của một nhóm người đứng đầu không thể khác được. Thế thì mình muốn truyền tải cái văn hóa đấy xuống thì buộc mình phải đào tạo, buộc mình phải trực tiếp kèm cặp, đòi hỏi thì mới nhân bản được. Chứ nếu không thì, thì 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 không bao giờ còn được. VinGroup sau một thời gian rất dài đi ra thì bây giờ lại quay trở lại là VinGroup học tập. Quay trở lại là chương trình uh, quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn. Đấy. Tất nhiên là nói về mặt chỗ này là cái chỗ mà khác biệt giữa tư nhân với nhà nước ví dụ như là tôi có thể bổ nhiệm một cái anh đang chỉ làm nhân viên quèn lên làm giám đốc chẳng hạn như vậy thế thì làm chỗ được. của anh sẽ nói hơi khó thôi. hơn một tí Không, không, không cũng Việt Tên thì cũng thành công là do một ông giám nhân viên quèn lên làm giám đốc đấy cái đấy thì thực ra thì mình nói là nhà nước nó có những hạn chế thì có thể về mặt thủ tục thôi nhưng mà về nguyên tắc ấy, nó đưa một ông nhân viên tức là toàn lại cũng có thể làm được những việc như vậy thì bởi vì là cũng giống như câu chuyện đầu tư thôi thì đây là câu chuyện đầu tư của con người ta không thể nói chắc chắn là nó sẽ thành công một trăm được. Nhiều người có thể là nói rất hay, hoặc là ở một quy mô nhỏ họ làm rất tốt, nhưng mà khi đến quy mô lớn họ không làm được. thì ta phải gọi là dũng cảm, hay là liều, rồi ta phải kèm cặp, ta phải hỗ trợ, ta phải thúc đẩy, ta phải đòi hỏi, rồi ta phải 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 chỉ đường chỉ lỗi cho họ thôi. Thế còn uh, ai thì cũng mong muốn là là phát triển. Đấy. và cái quan trọng là ta phải tạo ra cái động lực ngày xưa khi mà group có mãi một, một ví dụ một vị trí chẳng hạn đấy không có ba bốn người nhòm vào thì thấy thông thả lắm nhưng đến lúc mà phải có một cạnh tranh áp được cạnh tranh ông nào không làm được là tôi mời ông ra ông tránh ra cho người khác vào làm thì lúc đấy nó khác thì bây giờ mình phải chấp nhận là là mình đào tạo ấy. Thì chỉ có đào tạo thôi thì cái quan điểm của tôi là sau khoảng độ maximum là ba năm nữa là mình tự cung tự cấp được cán bộ lãnh đạo các cấp luôn Ví dụ như bây giờ đến cái cấp thấp là là tổng quản lý của khách sạn chẳng hạn. Là mình sẽ cái quy hoạch đào tạo khoảng trăm người. Trong khi nhu cầu của mình cứ tính là một ăn năm. Tức là năm người mới lấy được một người. Thế thì mình sau khoảng năm rưỡi, hai năm nữa là mình có hai chục GM xịn. Hoặc là ví dụ như là bên chỗ Vinmart bây giờ ấy, nếu có 300 giám đốc siêu thị cộng với cả 10.000 cửa hàng trưởng, cái cửa hàng Vinmart cộng thì bây giờ là sẽ đào tạo đại tà mỗi một tháng ấy, bắt ra khoảng 200 người từ những cái trưởng ngành hàng hoặc là, là, thậm chí là chỉ là cán bộ quản lý cấp tổ thôi nhưng mà có bằng cấp hoặc là nhìn mặt mũi sáng sủa nhanh nhẹ là ta cứ gom khoảng 200 người ra đào tạo thế nào cũng được khoảng trăm chục giám đốc vì cái tốc độ này thì mỗi tháng sẽ phải bổ nhiệm mấy chục giám đốc thế còn nếu mà gọi là cửa hàng trưởng thì phải bổ nhiệm cả, cả mấy trăm người một tháng mình cũng phải chấp nhận mạo hiểm ví dụ như ngay vừa rồi đấy Vinpro cộng cả hàng điện máy đấy cái, cái, đợt euro này cũng đã có thằng cửa hàng trưởng coi như là uh, bán sạch cửa hàng mang đi, đi cá độ cũng vặt được hơn tỷ đấy ông cái ngày nào ông cũng mang máy đi ông ấy sửa rồi thì tiền ông cái giả vờ máy tính hỏng ông kẹt 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 tuần ông vặt được tỷ thế sao thì cũng phải chấp nhận đi tức là cái cái bài toán ở đây là bài toán xác suất quan điểm của tôi nếu như ta đào tạo 100 người thì bét ra ta cũng phải được hai chục người mà ta chấp nhận cái xác suất đấy cũng đừng có đặt ra mục tiêu lớn hơn khó khăn hơn rồi nó lại thất vọng muốn nào tạo 100 mà phải được tám chục chín chục thì nó không khả thi đấy. còn câu chuyện thứ hai là về về cái chất lượng xây dựng ấy thì cơ bản nó vẫn là cái bài toán tổ chức và quản lý thôi và cơ chế đây vừa xong với cái đội xây dựng đấy, tôi đang chuẩn bị đưa ra cơ chế là kể cả nghiệm thu nội bộ cứ mỗi một lỗi nhỏ là một triệu và lỗi lớn là 5 triệu tôi bây giờ không phạt cá nhân phạt cá nhân lấy tiền nó đau xót lắm tôi phạt công ty đấy công ty là công ty nào công ty quản lý ở đây có vingroup ngày xưa là có 7 công ty quản lý xây dựng nhưng bây giờ sau một hồi thì sát nhập lại còn 3 công ty quản lý xây dựng à, tức là tức là quản lý xây dựng là mình tổ chức thành một công ty thành một công ty luôn à. trong đó bao gồm có uh, các bộ phận giám sát tại công trường kiểm soát thiết kế kiểm soát kinh tế và kiểm soát chất lượng Đấy, thường nó có bốn cái như thế thế thì nó đi theo cái cơ chế thị trường tức là khoán luôn về tôi đang thuê một thằng tây ví dụ như ở trong cái nhà 81 tầng là thuê cái thằng mây của anh atelier của pháp cái này thì xin hỏi anh vượng ấy là tại sao mình không thuê công ty bên ngoài họ giám sát chất lượng công trình mà mình lại dùng công ty của mình mình vẫn thuê nhưng mình vẫn phải quản kiểm soát nó ví dụ như là đấy ở trong cái phần tân cảng vừa rồi ấy là mình phải đuổi mất một nửa cái sản lượng của một thằng công ty của úc khi mà lớn con không quản nổi không kiểm soát nổi công ty xây dựng hay công ty quản lý công ty quản lý xây dựng Tức là bây giờ mình có công ty quản lý xây dựng của mình là quản lý các công ty tư vấn và giám sát của nước ngoài thì nó có cơ chế ví dụ như là thằng uh, Atelier Atelia của Pháp nó quản lý các cái tòa Central Park khoảng mười mấy, mấy tòa trong đó thì cái phí của nó là khoảng độ 1,64% trên tổng công trình Đấy. thế thì ông quản lý xây dựng này sẽ được Uh, 0,2% để kiểm soát nó. Nó có khoảng độ 200 giám sát, còn mình thì có khoảng độ 20 người để mình giám sát cái bọn giám sát đấy thôi. Tưởng là khi mình đi thuê một công ty giám sát công trình thì mình trả khoảng 20, 2, 0,2% à? Không ạ, cái đấy là nội bộ của mình thôi. À, nội bộ là không phải Còn nếu với thằng bên ngoài ấy, thì thằng Tây là 1,6. À, 1,6. Thằng ta 1,64. Thằng Tây, thằng ta thì ít hơn. Thế thì các công ty của nội bộ Tôi cũng cho cơ chế như thằng Tây Tóm lại là ông làm À không xin lỗi Trong 3 năm đầu Bởi vì trước đây ấy, là các công ty quản lý dựng là cơ chế bao cấp Nên là các ông cứ thực chi bao nhiêu Thì các ông nhận bấy nhiêu Còn bây giờ tôi khoán luôn là 3 năm đầu để cho ông tiến hóa Cho ông hẳn phí là 2% Đấy, Thằng Tây 1,64 Nhưng mà thằng ta nội bộ 2% Tức là ví dụ như xây một công trình khoảng 20.000 tỷ Thì ông được 400 tỷ Thì 400 tỷ các ông lấy chia nhau Thế thì bây giờ ấy, tôi phạt vào cái 400 tỷ đó tất tần tật nó có các cái khoản luôn. nhưng mà nhưng mà này nhá, mình thì có cái công ty của mình kiểm giám sát ông kia. Thế nhưng mà mình phát hiện lỗi bằng cách nào? Ai là sẽ người phát lỗi của cái công ty của mình nhé? Nó tầng tầng lớp lớp anh. Trước tiên ấy là cái thằng giám sát đấy ấy, thì nó lại không phải là thằng làm mà nó là giám sát nhà thầu xây dựng. Nên buộc nó phải phát hiện ra lỗi. Trong hợp đồng ghi rất rõ. Tôi đến mà kiểm tra tức là cái đội cái công ty của mình đến mà kiểm tra mà phát hiện được sai quy trình Đấy, buộc thép sai chẳng hạn như vậy vệ sinh bẩn mất an toàn chẳng hạn thì nó có mức phạt từ 5.000 đô cho đến uh, bao nhiêu đấy hình như là là mức cao nhất là 50.000 đô hay sao thế đấy là phạt một cái lỗi ông xây dựng đấy là không đấy là phạt thằng quản lý xây dựng nước ngoài và cái thằng công ty giám sát ấy. à tức là cái công ty quản lý giám sát của mình thì phạt cái ông công ty giám sát nước ngoài và thế còn mình ấy cái công ty đấy ấy, cái công ty xây dựng ví dụ xây dựng uh, Vincom xây dựng này thì sẽ bị tập đoàn phạt nếu phát hiện vì mình có thanh tra nội bộ này hoặc là bất cứ lúc nào đấy nguồn tin trên giờ dưới biển xuống mà kiểm tra thấy nó sai cái gì đấy hoặc là ví dụ như là ông chậm mỗi một ngày thì tôi phạt ông 0,01% phải không ông để một vụ tai nạn chẳng hạn như vậy mà xảy ra ông sẽ bị phạt 100 triệu ông để mất vệ sinh thì ông bị phạt này kia thì còn hay bị khỏe lắm bởi vì phạt có phạt ai cụ thể đâu phạt cả công ty đấy tức là lúc đấy vô hình chung mình đã biến cái ông tổng giám đốc đấy thành ông chủ Ông chi tiêu làm sao đấy trong vòng 400 tỷ đấy. có lãi thì có ông chia nhau. Còn không có lãi thì công nhân nó đến, uh, giám sát đến nó đốt nhà không? Vì mới không có lương. Tức là cả công ty đấy, nhà nhà, người người đều làm chủ hết. Nôm na nó gọi là khoán sản phẩm mà Thế thôi còn lại cái tiêu chuẩn của mình rất rõ ràng rồi. Đấy là cái mước, bước gọi là nghiệm thu ban đầu. Còn sau này ấy, lại còn nghiệm thu nội bộ. Các cái công ty nội bộ nó sẽ nghiệm thu. Ví dụ như ông VinHome là người đặt hàng cái ông quản lý xây dựng để xây cái tòa nhà đó thì cái đội chăm sóc khách hàng và và giám sát chất lượng của Vinhome nó sẽ đến đó nghiệm thu cái tòa nhà đó Đấy, thì kể cả nghiệm thu nội bộ bây giờ cũng một triệu hoặc 5 triệu thì mức độ gọi là nghiêm trọng cho một lỗi một tòa nhà với ông nghìn lỗi là chơi mấy tỷ cái này là, là, mình cũng nên rất là nên học anh Vượng đấy hiện nay thì mình Việt Nam là có xu thế là phạt thẳng vào người lao động không nên phạt vào cái tổ chức đấy Thí dụ như phạt vào cái công ty nước ngoài đấy hoặc là phạt vào cái huyện đấy hoặc là chi nhánh đấy cái đấy nó hay hơn rất là nhiều mà đúng là mình đỡ đau lòng đấy khi mà, mà trực tiếp là một người lao động Thực ra là cũng rất là đau lòng cái thứ hai nữa là là cái cái bài toán của anh Vượng chia sẻ là nam học được ngay tức là một là có công ty xây dựng thì chọn cái công ty cho tốt cái thứ hai là kiểu gì cũng phải có một cái công ty giám sát cái quá trình xây dựng đấy Thế và có lẽ là Việt Nam phải lập lại cái công ty mà giám sát thì cứ ông này giám sát ông kia. Thế còn thực ra thì câu chuyện ở Tanzania hay các nước khác này thì tự mình làm, tự mình nghiệm thu thì nó thế đấy mà. Ông Việt Tên là rất kinh, ông Việt Tên là ông ấy, ông linh hoạt đến mức là là ông ấy tự làm xong ông ấy tự giám sát và ông ấy tự nghiệm thu luôn. Đấy. Cái đấy là tinh thần khởi nghiệp đấy. <laughs> <đó, đúng> <laughs> Tịnh lúc ngày xưa thế này. À đấy à. Rồi cả làng trong tự đi ra nghiệm thu mà nếu bẩn thì tự xông vào quét thôi chả có gì. Đấy, thế thì thì Việt Tên là vì nhưng mà học hơi chậm. Thực ra ông Việt Tên thì học hơi chậm. Đi ra nước ngoài cũng được gần chục năm rồi, làm cũng được chín nước rồi. Thế nhưng mà cứ vẫn cứ cái bài đấy thôi, tự làm xong rồi tự nghiệm thu thế thì nó, nó thế thôi. Cuối cùng nó cũng chẳng phạt được ai. Là vì người quân ta tạc, quân ta cả mà. Ông ừ. phạt thì nó vẫn phải phạt cả công ty và phạt cả cá nhân. À không cái công ty đấy công ty đấy họ sẽ làm đến cá nhân, đúng không? cho nó khỏi phải nó, cho đảm bảo công bằng, à. bởi vì ai mà vi phạm kỷ luật thì người đấy phải bị phạt hoặc cắt thưởng, còn ai làm tốt thì nó phải được thưởng tức là nó nó, nó thành cái 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 như kiểu cái hồ sơ của từng người rồi đến cuối cùng OK công trình này lãi được 100 tỷ thì ai được hưởng nhiều ai hưởng ít, ai đóng góp nhiều thì người ấy phải hưởng nhiều, đấy tức là cái cái gốc uh, về, về 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 quản trị nhân sự của VinGroup là hướng đến câu chuyện công bằng cái này thì chỗ mà mà nam nước ngoài thì mới, lại chỗ mà 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 chỗ việt viễn thông trong nước ấy, thì cũng có thể thấy là thực ra thì mình đi thuê các công ty giám sát nó cũng chỉ có một mấy phần trăm thôi xong rồi thêm cái phần mình nữa thì thêm không phải mấy phần trăm cứ cho hẳn hai phần trăm đi nhưng mà nó nó sẽ làm cho các cái chất lượng rất là tốt mình ấy, vừa rồi tự làm rồi lại tự giám sát rồi tự kiểm tra rồi tự nghiệm thu có khi mất đến hàng chục mấy chục phần trăm ấy là như giờ hơi những cái đấy là anh nghĩ là lỗi rất là basic thì, sửa ở đây mà mọi người có một cái câu hỏi mà tôi nhìn tôi cũng thấy tức là cán bộ mà lãnh đạo của Vingroup toàn nữ nhiều thế lúc này, lúc tôi 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 gặp mấy bạn nữ của Vingroup tôi nghĩ là bố này chắc kém bắt nạt phụ nữ nó dễ mà có, 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 phải thế không thực ra thì nhiều hay ít ấy là nó do cái khái niệm anh ạ và nó xác định trên cái cơ sở là nhu cầu Cái, cái nói nói hầu, thế là mọi người mọi người khó hiểu rồi đấy <laughs> Thấy hấp dẫn Cái vấn đề là Cái tổ chức của Vingroup Nó là một cái mô hình hôn đinh Ở dưới cái bộ máy của tập đoàn Thì nó là các cái PNL Thế thì Những cái công việc mà đòi hỏi đàn ông làm Thì Vingroup đều là do đàn ông làm Còn cái việc gì mà đòi hỏi Hay nói khác là phụ nữ có cái thế mạnh tốt hơn Thì phụ nữ làm Ví dụ như là phụ trách về an ninh là đàn ông, đối ngoại là đàn ông, xây dựng là đàn ông, đối ngoại gọi là phát triển dự án cũng là đàn ông. Thế nhưng mà kinh doanh chẳng hạn hay là tổng giám đốc, tổng giám đốc của Vingroup không phải là tổng giám đốc như kiểu một công ty của Viettel. Tức là anh phải làm hết tất cả các việc. Một công ty của Vingroup chỉ làm một số mảng thôi. Đấy, ví dụ như là xây dựng ông còn làm, ông chỉ cần đưa yêu cầu tôi cần xây cái tòa này, đến ngày này tôi phải xong hết, điêu cầu phụ nữ điêu cầu tốt hơn, đòi hỏi phụ nữ đòi hỏi tốt hơn anh em mình. thế rồi ấy, thì ví dụ tài chính kế toán pháp lý, đúng không? rồi thì là kinh doanh, vân vân thì những cái đấy là thế mạnh của phụ nữ. cho nên đương nhiên là là là, là 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 những cái vị trí đó thì bao giờ chúng tôi cũng bổ nhiệm phụ nữ. còn một cái điểm thứ hai nữa mà cũng không thể phủ nhận được, đấy là phụ nữ ổn định hơn và chăm chỉ hơn, chỉn chua hơn anh em chúng ta. Nên là ở những cái cương vị mà quản trị như là các cấp phó hoặc là các cái các cái, cái nhà quản trị thì rõ ràng là nữ tốt hơn. Nên vì thế cho nên ở VinGroup Group thì nam nữ gì đều đúng đều đủ vào các cái vị trí cần của mình. Tôi trả bổ nhiệm cái vị nữ nào vào cái vị trí công việc của nam. Hoặc ngược lại ấy, thì nam cũng khó mà giành được một chân của nữ Nhưng mà nhìn ra thấy thì 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 thấy thấy tỷ lệ chắc là bên 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 Vingroup là những cái việc mà mà có nhu cầu nữ thì cao hơn đúng không? Trong cái lớp lãnh đạo. Chưa kể đàn ông Vingroup xịn nữa một đòn chết bảy. Tức là như thế nào? Tức là một người có thể lãnh đạo được 7 người chẳng hạn thế phụ nữ một đàn ông của Vingroup Group là có thể lãnh đạo được bảy phụ nữ trở lên. À. <laughs> rồi anh em mình mà mặc dù là chắc là thời gian thì cũng đã quá rồi nhưng mà chắc là sẽ xin anh vượng thêm một câu hỏi nữa thì là các đồ cầu nè. Các hoặc là tỉnh các tỉnh ở thị trường nước ngoài uh, ờ, Mozambique thì có một tỉnh nào đấy không? Một tỉnh xa xôi của Mozambique xem nào Để cho anh Vượng nhìn thấy một cái một cái văn phòng của mình ở tận Mozambique, ở tận một cái tỉnh Thế thì đồng chí Quang đi xa đặt câu hỏi à, tổng đốc của tập đoàn Vingroup Đấy, lấy một tỉnh ở Mozambique này. Ừ, báo cáo tổng ừ. đốc không? Đó, Hùng. Uh, Rồi, em em giới thiệu xin qua xin về cái tỉnh đồng của đồng em một chút để đồng. cho mọi người. Dạ vâng. báo cáo thẳng rốt của anh Vượng thì là tỉnh em là tỉnh ở uh, Sa là tỉnh xa nhất của Mozambique và cách thủ đô Maputo là 3.000 km và diện tích của tỉnh em thì là 122.000 km vuông tức là bằng uh, khoảng 1 phần 3 của nước Việt Nam mình và về dân số thì ở dân số em thì có một trăm một năm triệu dân tức là về mật độ dân số ở đây rất là thưa tính khoảng cách xuống dưới huyện của anh em thì cũng quân khoảng tầm ba trăm đến bốn trăm km xuống đến trạm xa nhất thì khoảng tầm sáu sáu cây tức là về chạm đây là một cái trạm về điều kiện kinh tế ấy. của ừ. Nia Sa thì rất là dạ vâng về điều kiện kinh tế của Niasa thì rất là nghèo tức là người dân thì chỉ có thu nhập khoảng tầm 5 tháng trong năm thôi còn đâu sau đấy là người ta chủ yếu là dựa vào những cái thu nhập trong cái thời gian mùa vụ và tức là chỉ chi tiêu trong cái khoản thu nhập đấy tức là nói như thế thì các anh có thể hình dung là ở bên này thực sự rất là khó khăn và em thì vợ, là... em có hỏi gì anh vượng không? Cũng được vinh dự. Ừ. Dạ vâng, hôm nay cũng được vinh dự là tỉnh xa và nghèo nhất của Mozambique thì em cũng muốn anh Vượng chia sẻ một một chút là về cái quá trình mà anh xây dựng cái Vingroup thì anh có thể sơ lược qua lại để bọn em hình dung cái con đường đi và thành công của anh như thế nào Mời các xin hết Nước là ông này ông ấy hỏi ông Vượng nhưng mà để ông Vượng PR Vingroup đúng không? <laughs> À, cảm ơn em. Em hỏi câu đấy, anh nói hết một tiếng nữa giờ chết. <laughs> thì có thể nói ngắn gọn là cái quá trình hình thành và phát triển của Vingroup là nó không đơn giản. Con đường đi thì không bằng phẳng. Rất là là gian khổ. Từ hồi chúng tôi đang là sinh viên ở Moscow. Ví dụ như tôi chẳng hạn hồi đó đã cũng phá sản khoảng vài lần. Thế rồi thì là trôi giạt xuống khắc cốp làm ăn cũng bắt đầu từ câu chuyện ấy, lúc đấy, lúc nãy đã chia sẻ là mình cũng làm một cái trung tâm thương mại nhỏ nhỏ, gọi là trung tâm thương mại, gọi là nó như cái, cái, gọi là ốp hay là ký túc xá hay là cái gì đó kinh doanh kiểu như thế. dần dần hướng đến các cái cái cái, 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 cái công việc đầu tư sản xuất nó, nó gọi là bài bản hơn. Bắt đầu là cái câu chuyện mở cái nhà hàng Việt Nam. Sau đó là bắt đầu sản xuất mì. Dần dần ấy thì cũng có một cái 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 cái, cái, cái gọi là, là, là cơ duyên khi mình đẩy được rất mạnh cái câu chuyện sản xuất cái thực phẩm ăn nhanh cái cơ may đó nó giống như là ukraine bây giờ nếu như mà là, tất nhiên là viễn thông thì nó hơi khác tức là toàn bộ xã hội hầu như không còn nền tảng về sản xuất tại ukraine ngày xưa nó là một đất nước công nghiệp sản xuất thực phẩm hầu như không có gì ngoài câu chuyện lúa mì nó còn gì nó không biết về cơ bản chắc chỉ có lúa mì thì trên cái nền tảng đó ấy, thì, thì thì cái việc kinh doanh của mình nó rất thuận tiện khi mà chúng tôi bán mì chẳng hạn như vậy thì các cái cửa hàng họ chống toang chống hoác luôn họ còn phải mượn những cái thùng cắt tông của mình để bày lên hoặc là mượn gói mì của mình bày lên đấy cho đẹp thế thì tự nhiên là là cả nước quảng cáo cho mình mình giảm mất trụ quảng cáo này hết đâm ra là cái sản lượng nó cứ tăng khủng khiếp luôn trong vòng uh, mấy tháng mình đã đạt được triệu gói đầu tiên hôm rồi tôi vừa mới đang xem anh em biết kỷ yếu bảo là đóng được cái thùng mì đầu tiên 72 gói xong đến lúc mà có được một khách hàng đến mua buôn được 10 cái thùng mì thì coi như cả phòng kinh doanh đã nhảy cẫng lên rồi nhưng nó bán được 720 gói mì Đấy. thế thì trong vòng có khoảng độ chưa đến chục năm thôi thì cái doanh số lên đến khoảng 150 triệu đô một, một năm thế đến lúc mà tôi cũng thấy là nó cũng chỉ đến thế thôi mình có làm mì mãi mình làm kiểu gì thì nó chỉ đến thế thôi thì mình quyết định là thôi mình phải 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 tìm thêm những lĩnh vực khác thế thì dần dần bắt đầu mới đầu tư về nước đầu tư về nước thì làm cái vinpearl ở nha trang làm cái vincom ở hà nội nhưng mà nghĩ là như thế này cũng là to lắm rồi hồi tôi về người ta dọa tôi đủ thứ luôn nói như vậy, chia sẻ với anh dũng đấy vì bảo to như này hồi đấy nếu như năm cách đây mười mấy năm thì các anh hình dung là là chủ một tòa nhà như thế chỉ có tây thôi ta mà lại khách sạn năm sao này kia thì nó bảo nó to nhất Việt Nam rồi cái này sắp sửa đoàn đến nơi rồi cái này tư bản đến thậm chí ấy là một ông đại sứ ở Ukraine khi về nước bảo có nơi cộng sản nó không yêu người giàu đâu mày làm từ từ thôi đấy tức là rất là là, là chú cháu ấy thân tình mới bảo thế thế thì mình cũng từ, từ từ đi từ từ thì cũng nghỉ một tí nhưng mà sau mình bảo thôi thì đằng nào cũng đến thế thôi cũng mấy chục năm nữa rồi cũng ra đi thôi thì mình làm được cái mình cứ làm Thế thì chiến đấu cho đến bây giờ thì dần dần nó mới ra những cái, cái hệ thống như này. Đấy, thì, thì ngắn gọn nôm na là như thế. Như thế đã được chưa <laughs> 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 anh, anh Trung, anh Tổng viên Trung, Phó Tổng giám đốc phụ trách về công nghệ thông tin của tập đoàn. Ừ. Ờ tôi thì phụ trách về mảng công nghệ thông tin thì uh, tôi cũng muốn là anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh vì tôi biết là một số các cái sản phẩm của của Vinhome thì hiện tại là có bán với cả một số các cái cái feature nghĩa là một số các cái tính năng ví dụ như là có kèm ngôi uh, nhà thông minh chẳng hạn smart home chẳng hạn thì tôi muốn là tôi muốn hỏi là các cái sản phẩm đấy anh bán như thế thì nó có chạy hơn so với các cái sản phẩm khác hay không bởi vì chúng tôi cũng có các cái dự án về 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 ngôi nhà thông minh nhưng mà ở mức độ triển khai thực tế triển khai ở mức độ quy mô mà lớn ở mức độ được thị trường chấp nhận ý, thì thực sự là chúng tôi chưa có những cái 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 cái, cái kinh nghiệm như vậy Đấy, cái thứ hai nữa thì lúc nãy anh Nam cũng nói chia sẻ về, về việc là uh, chúng ta có thể cùng nhau làm các cái dự án về ví dụ thành phố thông minh uh, được hay không Đấy thì chúng tôi cũng mong muốn là hai bên nếu mà có thể hợp tác với nhau thì chúng ta có thể xây dựng một cái mô hình tương đối là là tương lai một chút đấy để cho mọi người cùng trải nghiệm những các cái, cái 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 dịch vụ hoàn hảo hơn so với những cái gì mà hiện tại đang có. À, cảm ơn anh ừ, có lẽ là anh em mình phải bắt tay vào xong rồi mình thử một phát xong rồi mình đưa ra thành cái sản phẩm để mình mình gọi là ở góc độ này đấy như kiểu là là hướng dẫn như kiểu là dạy thị trường người ta quen với câu chuyện đó. Bây giờ có một, một nhóm rất nhỏ thì thì có nhu cầu và có thể sử dụng được. Thế còn đại đa số là là chưa thích. Nhiều người bảo thôi các ông làm cái nhà nó ngu ngu tí cho bọn tôi nhờ. Thế không thì sau là đi vào nhà không được, nửa đêm coi như là là, là là đèn cứ bật sáng choang lên cứ tưởng là ma là chết. Ừ. rồi ví dụ xin lỗi là là, là ví dụ như mà, mà, mà vợ chồng đi ngủ này xong rồi ai đấy đứng dậy toilet chẳng hạn là đèn nó sáng choang cả phòng lên thì người còn lại khỏi ngủ hoặc là ví dụ như ngày xưa chúng tôi làm cái khách sạn Vinpearl Đà Nẵng là mình làm hoàn toàn theo cái kiểu điều khiển thì đang đêm tự nhiên rèm lại mở toang ra nó chập ở đâu đấy à, thế là một khách khứa sợ gần chết cứ tưởng ma <cười> 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 kiểu gì mà chả có động đậy gì rèm lại mở ra không đèn lại bật lên rõ ràng là ma chứ làm sao mà thông minh với cả không biết gì phức tạp nên là cái đấy nó là một quá trình gọi là tiến hóa anh ạ nhưng có lẽ là mình cứ làm và ai thích thì người ta chọn còn không thích thì thôi nhưng có thể mình sẽ làm nó tiến hóa dần dần từng bước một chứ không thể thì ủi phát ra như này đâu rồi có ngày nó khóc đâu mình chết thì có lẽ là chiến đấu đấy ạ và... à này 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 em em đi được thấy tốt quá, cái đấy mình sẽ sẽ cùng làm. Mời Tuyết Trinh đứng dậy cái. Xin giới thiệu các anh chị là chị Tuyết Trinh là phó tổng giám đốc phụ trách công nghệ thông tin của VinGroup. Thì sau này hai bạn liên hệ với nhau. Tóm lại là cứ thử một phát. Các <laughs> anh vượng là... là cũng hơn 100 câu hỏi. Thế rồi chắc là trong cái lúc mà mọi người nghe thì chắc là trong đầu cũng nảy sinh nhiều các cái câu hỏi khác nữa nhưng mà anh Vượng thì chắc cũng chỉ trả lời được một một phần nhưng mà cái tinh thần uh, của anh Vượng thì của Vingroup thì chắc là cũng thể hiện được nhiều rồi thế thì uh, vừa rồi là anh Vượng là trả lời các cái câu hỏi cụ thể thì có lẽ là anh Vượng cũng có một vài lời nói với lại tất cả người Việt Tên nhỉ? Vâng, cảm ơn anh Hùng. Uh, thực ra ấy, thì biết nói như thế nào để cho nó vừa lòng tất cả mọi người tôi thì tôi chỉ có thể nói rằng là uh, tôi rất mong muốn là mỗi một người Việt Nam mình đều cố gắng cái cái đời này của mình này, cái thế hệ này của mình nỗ uh, lực vượt bậc để mình làm sao cho con cháu mình sau này nó có một cuộc sống nó khác chúng ta bây giờ thời bọn tôi với anh hùng thời anh hùng thì còn còn đi học những năm trước đấy chứ còn như thời của tôi là đi học ở liên xô những cái năm mà nó liên xô cũ nó nó nó, nó tan vỡ rồi, tan rã rồi đấy. thì thực sự là mình cảm nhận được cái 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 nỗi nhục của một cái đất nước nghèo hèn và và cái người dân ở đấy người ta phải chịu cái 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 cái, cái sự nhục nhã như thế nào và đến bây giờ đến vừa rồi đây khi mà tôi có một cái nhóm cán bộ là đi sang nga chơi